Tuyết Entertainment xin hân hạnh giới thiệu CD độc quyền miền Nam, những tuyển tác Hồ Biểu Chánh, album số 2 với truyện dài Cây Đắng Mùi Đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh do Bảo Đức diễn đọc. Ai có đi đường Chợ Lớn xuống Gò Công, hễ qua đò Bao Ngược rồi lên xe chạy ra khỏi chợ Mỹ Lợi tới khúc quanh thì sẽ thấy phía bên trái cách lộ chừng ít trăm thước có một xóm đông, người ta còn gọi là xóm tre. Nhà ở thì chật, cửa thì cái trở lên, còn cái thì dây trở xuống. Tre xanh kịch bao trùm kín mít, ngoài vuông tre thì ruộng bằng trang sắp liền từ dây. Qua mùa mưa, cây đượm màu, ruộng nổi nước thì trông ra nó chẳng khác nào một cái cù lao nằm giữa dòng sông lớn. Đến nửa tháng năm, trời mới dặm về, ngày nào cũng như ngày đấy. Chiều bữa nọ trận mưa vừa mới tan, bóng mặt trời chói chói phía bên đó. Trong xóm, nhà thì nhúm lửa nấu cơm chiều, khói lên nghi ngút, tre níu nhau, mừng trời mát, lá dụ phất phơ. Ngoài đồng thì náo nức nông phu, bạn cày thá ví tiếng vang vầy, công cấy hát hò nghe lạnh lót. Dưới dòng sông Bao Ngược, ghe chài chở lúa, trương buồm trôi theo dòng nước, chiếc nào cũng chở khẩm lừ. Trên lộ cây dương thì ngựa đưa người núp ních chạy rầm rì, tiếng lục lạc nhỏ khua xa xa nghe như tiếng nhái. Dưới cuối xóm, phía mặt trời lặn, người ta thấy có một cái nhà lá đã nhỏ mà lại thấp, muốn vô nhà qua cửa phải cúi đầu. Giữa bên nhà có một cái chuồng vịt tuy xấu nhưng sạch sẽ nên không có mùi hôi cho lắm. Trước sân thì ướt át có một đám rau đắng đất không trồng mà mọc, dường như nó tỏ dấu cho người ta biết rằng người sống ở trong căn nhà này chưa từng được biết ngọt bùi. Còn phía sau hè thì có hai hàng chuối sơ rơ chứ không có một bụi tre, bởi vậy nhà ở cùng một xóm mà cái nhà này khác hẳn với nhiều nhà khác. Trong nhà vắng vẻ im lìm, chỉ có mấy con gà giò kiếm ăn chèo chéo dưới giàn và một con chó đốm vàng ốm nằm vừa xó cửa lim dim như buồn ngủ. Cách một lát thì con chó vùng đứng dậy ngoắt đuôi, mấy con gà giật mình chớp cánh chạy vô buồn. Còn ngoài bờ thì một đứa con trai nhỏ chừng 8-9 tuổi trần truồng thủng thẳng lùa bầy vịt vô sân, sau lưng nó có một con heo đen ột ệt đi theo lắm lút. Vô tới sân, con heo đứng giữa đám rau đắng ngoắt đuôi ngó vô nhà, còn đứa nhỏ thì chạy lăng xăng chặn bầy vịt và nhốt vào chuồng. Lúc thằng nhỏ đang đóng cửa chuồng vịt thì con chó thủng thẳng bước ra ngoài ngoẩy đuôi mừng, nó liếm cẳng liếm tay coi như tiếp rước. Thằng nhỏ vỗ lên lưng con chó vài cái rồi đi lại chỗ khạp nước để trước cửa mà kêu con heo: "Oán ột, oán ột, oán ột, oán ột, lại đây mày!" Con heo núp nít đi lại, thằng nhỏ mới lấy gáo múc nước trong khạp, xối kỳ rửa bùn đất sạch sẽ cho con heo, rồi lùa nó vô nhà. Lo cho vịt heo xong, nó mới trở lại chỗ khạp nước một lần nữa. Con chó chạy theo đứng sân bẩn bên chân. Nó múc nước xối tắm, con chó sợ nước đổ ướt lông nên nhảy sang trái, nhảy sang phải, rồi chạy thẳng vô nhà đứng ngó. Thằng nhỏ thấy vậy tức cười. Chạy đâu vậy mày? Ra đi tắm với tao chơi mày. Thằng nhỏ đứng tắm mặt mày sáng rỡ, da trắng, thịt săn, hai bàn tay, ngón tròn mà dài, đầu thì cạo chừa khớp tóc xuống khỏi ót, hình dạng nhắm coi thì chẳng kém chi con nhà giàu sang. Nhưng mà bởi vì nó ở trong chốn lầu hạng bần cùng nên dầu có là ngọc cũng phải lưu, dầu là vàng cũng mất nước. Con chó vàng thình lình trong nhà vụt chạy thẳng ra sân. Thằng nhỏ ngó theo thì thấy ngoài bờ có một người đàn bà xăm xăm đi vô. Nó liền la lớn: "Má về!" Nó buồn gáo chạy ra, nắm tay mừng rỡ rồi dắt bà vào. Người đàn bà này trạc chừng 34 tuổi, áo xăn ngang, ống quần vo tới đầu gối, nước da không đen, không trắng, mắt tròn, chân mày rậm, mình mày ướt loi ngôi. Sau lưng có dắt thêm một cái cây nọc cấy. Đi vô tới sân, mắt liếc ngó chuồng vịt rồi bà hỏi thằng nhỏ: "Con có cho heo ăn chưa vậy con?" "Chưa má à, con tắm rồi cái con đuổi nó vô nhà rồi." "Vịt gà về đủ chưa con?"
Dạ, con nhốt tụi nó rồi mà con quên đếm rồi má ơi. Thằng nhỏ nói chưa dứt lời, nó liền chạy xuống chuồng vịt. Người đàn bà đi thẳng vô nhà thay quần áo. Một lát, thằng nhỏ ở ngoài nói vào. Đủ 9 con rồi má ơi. Người đàn bà ở trong buồng trả lời. Ờ, được ơi, con tắm lẹ đi rồi bận quần áo vô thôi lạnh nghe con. Nghe. Dạ, con tắm rồi, vô liền, vô liền. Mẹ con mặc quần áo xong thì trời cũng đã chạng vạng tối. Ngoài bụi chuối, nhái ếch kêu chót chét. Còn vừa xó hè thì dế đất ngâm nga. Mẹ thì đi nhúm lửa vo gạo nấu cơm, còn thằng con thì lấy cám sú cho heo ăn. Cơm chín rồi, họ đốt đèn dọn cơm. Tuy có một dĩa rau và vài con cá sặc nhỏ mà mẹ con nó đói bụng nên ăn ngon lành, cũng như người ta đang ăn chả phụng khô lân. Lúc ăn cơm, người đàn bà liếc ngó thằng nhỏ hoài, coi cặp mắt thì biết trong lòng bà thương nó lắm. Song chẳng biết vì cớ nào, bữa ấy hề cứ ngó thằng con rồi bà chê mặt chỗ khác, lại có sắc buồn bã. Ăn cơm rồi, mẹ con nó chắc nhau vào buồng ngủ. Người đàn bà này là Lê Thị Thời, có một người anh thứ hai tên Lê Văn Tiết. Ba Thời mồ côi cha mẹ, lúc còn nhỏ thì đi ở đợ cho một ông cả trong làng. Đến chừng được 19 tuổi, có tên Trần Văn Hữu, ở xóm Cầu Móng, cũng là con mồ côi, ở với người chú, làm ruộng, thấy ba Thời giỏi chắn, mới cậy mai mối đi hỏi cưới. Vợ chồng ở với nhau được 2 năm, người chú mới cất cho một cái nhà lá nhỏ tại đầu Cầu Móng, để hai vợ chồng ra riêng mà làm ăn. Tuy tên Hữu có tánh tình lỗ mãng, ăn nói vô chừng, song vợ chồng sống với nhau cũng thuận hòa. Mướn được một mẫu ruộng rồi vợ chồng gia công làm ăn. Vợ chồng với nhau đến 5 năm mới sanh được một đứa con gái. Thời chẳng may nên con nhỏ mới được 4 tháng rồi chết đi. Vợ chồng buồn rầu thối chí nên không muốn làm ăn gì nữa, nhất là tên Hữu nhớ con khóc hoài. Ba Thời năn nỉ khuyên lơn hết sức mà chồng không nghe lời. Làm cho đến mãn mùa, Hữu trả lại ruộng đất cho chủ đi chèo ghe mướn. Chồng đi khỏi, ba Thời ở nhà một mình nuôi vịt, nuôi gà, đi xúc, đi tát, rồi lấy tiền đổi gạo và ăn qua ngày. Một đôi tháng thì chồng mới về một lần, mà về thì thăm một ngày, một buổi rồi đi, chớ không cho vợ một cắt nào. Có một lần Hữu về, ba Thời năn nỉ khuyên chồng ở nhà, giàu có nghèo nàn cực khổ, đủ vợ chồng hữu hỷ với nhau cũng vui. Tên Hữu nổi cộc. Nè, cắm miệng. Mày không bằng lòng á, thì mày đi lấy chồng khác. Còn không thôi á, mày đi về nhà anh mày ở đi. Mày đừng có nhiều chuyện với tao, tao không thích nha. Nói rồi, Hữu mặc quần áo rồi ra đi. 7 tháng sau, ba Thời nghe người ta nói chồng mình đã có vợ khác bên Cần Đước và họ chắc nhau xuống Cần Thơ mà làm ruộng. Ba Thời nghe chồng bạc bẽo thì phiền não vô cùng, ra vào quạnh quẻ hết muốn làm ăn, sớm tối thở than khó cầm giọt lụy. Nhà ngày một nghèo, hai mái dột hết, không có tiền mua lá mà lợp lại. Vô thư với người chú chồng thì ông chú biểu rằng: "Cái thằng chết bầm nó không thương con á, thì thôi, con về nhà anh con ở đi, rồi con muốn lấy chồng khác á thì con lấy, chứ chú biết liệu làm sao bây giờ con?" Ba Thời sẵn ý phiền chồng lại càng buồn thêm nữa, giao nhà lại cho chú chồng, gói quần áo trở về xóm tre mà nương náu với người anh. Tuy chồng bạc bẽo thì phiền, nhưng ba Thời vẫn còn thương hoài, chẳng hề tính chuyện lấy chồng khác. Ở với vợ chồng Lê Văn Tiết được gần 1 năm, ban ngày ba Thời lo làm việc, tối nằm mãn đợi trông, thầm vái vang cho chồng nghỉ bụng trở về, đặng cho cá nước sum vầy, dầu có cực khổ cũng cam tâm mà chờ phận. 1 năm sau, có chú Tích là người ở góc xóm tre, sau mấy năm nay lên chợ lớn làm ăn. Nhân dịp này, chú dắt vợ con về thăm bà con trong làng và tiện bước ghé thăm luôn hai anh em nhà Tinh Tiết. Thím Tích thấy ba Thời liền hỏi thăm việc chồng con, rồi khuyên ba Thời theo mình lên Bình Tây mà vá bao cho một nhà máy xây lúa. Ba Thời đang buồn chồng cùng trí, nên khi nghe nói như vậy, liền thưa với anh và chị dâu rồi ra đi.
Vợ chồng chú Tích có một cái chòi nhỏ tại Bình Tây thuộc phía sau nhà máy thổi. Từ ngoài mé sông đi dọc con đường hẻm giữa nhà máy, đi mút tấm vách tường phải băng ngang qua thêm một miếng đất trống, mã mồ lúp xúp, cây lứt u du mọc tàn lan. Vợ chồng ở đây được mấy năm rồi, chồng thì vác lúa, vợ vá bao, còn con gái được 15 tuổi là con Thiện thì phụ ba má nó nấu cơm, vá áo. Thiệt là vì ở xứ lạ quê người không thấy người quen, nhất là Thím Tích hay kiếm chuyện nói cho ba thời vui nên lần lần khuây lãng. Tuy vậy mà cũng chẳng có khi nào ba thời tính tới sự cải giá, tự nguyện rằng dầu chồng chẳng tưởng tới mình thì mình cũng phải giữ cho trọn tiết. Có đêm trời mưa rì rả, gió thổi lạnh lùng, ba thời nằm nhớ đến chồng thì dầm về giọt lụy, thầm tiếc rằng chưa khi mà có con còn sống. Dầu chồng có bỏ ra đi thì hủ hỷ với con cũng còn có chỗ vui, ngặt vì chồng đã biệt mất mà con thì cũng không còn, nên với đau đớn chúng cô phòng hư quạnh. Một năm sau, có một bữa nọ vá bao đến tối, Thím Tích đi về trước, còn ba thời phải qua chợ Bình Tây mua ít con khô lóc đem về ăn, nên thủng thẳng về sau. Về đến miếng đất trống phía sau nhà máy, lúc ấy đã 7-8 giờ tối, nhằm lúc mùng 7 mùng 8 nên trăng không được tỏ. Đang đi, ba thời thình lình nghe trong bụi lứt giữa một bên gò mã có tiếng con nít khóc. Ba thời làm gan lần lần đi vô bụi lứt, quả thấy có một đứa con nít nằm ngửa mà khóc ngất. Chung quanh nó có bao một cái mền tua trắng. Chị bèn cặp mấy con khô vào nách rồi thò tay đem hết cái mền và bồng đứa nhỏ mang về. Bước vô nhà, vợ chồng chú Tích thấy ba thời bồng một đứa con nít trung trụm trước ngực thì chưng hửng. Ba thời bèn thuật hết đầu đuôi sự việc, rồi mới biểu Thím Tích đem đèn lại đặng xem đứa nhỏ coi bao lớn, con trai hay con gái, có đau ốm gì không. Ba thời từ từ mở mền ra thì thấy có một đứa con trai chừng 5-6 tháng, da trắng, tóc đen, môi son, miệng rộng, cườm tay như ống chỉ, bắp chân thì như củ cải, đầu đội cái mũ kết lụa màu bông phấn, mình mặc một cái áo đầm cũng bằng lụa màu bông hường. Nó ở chuồng mà chân thì mang một đôi vớ bằng chỉ len màu lông két, còn cổ lại đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ. Thấy nó trắng trẻo ngộ nghĩnh, chẳng bệnh hoạn gì, thì ba thời mừng húm, liền bồng thằng nhỏ lên, hung trơ hung trớt rồi nói: "Ơi, con ai như vậy mà bỏ đành bỏ đạn hả? Mình xí được thì thôi, mình đem về mình nuôi chứ." Chú Tích liền cản: "Không được đâu em, anh coi tướng mạo của thằng nhỏ này chắc chắn nó là con của nhà giàu mà. Có lẽ họ mướn vú nuôi, rồi có việc gì đó rồi vú nó bỏ lẫy chứ gì. Em giấu nó em nuôi sợ ngày sau lộ việc ra rồi đó, em ăn tội chứ không có phải chơi đâu." "Ơi, người ta bỏ thì mình xí được mình nuôi, chứ như họ biết được thì mình trả họ chứ có gì đâu mà sợ tội anh." Chú Tích nghe nói như vậy ngẫm nghĩ một hồi, rồi khuyên ba thời nếu muốn nuôi thằng nhỏ thì phải tranh thủ sáng mai ra cớ cò bóp. Làm như vậy dầu sau này có ai mất con mà họ tìm ra mối thì mình cũng không có tội. Rạng sáng ngày sau, ba thời thức dậy sớm cho thằng nhỏ uống sữa no nê, rồi nhờ Thím Tích dắt đường bồng nó qua bót mà cớ cò. Ba thời thưa hết đầu đuôi sự việc cho ông cò nghe, rồi xin ông cho đứt thằng nhỏ cho mình nuôi. Ông cò vì không biết nó là con của ai nên không dám cho phép. Ba thời năn nỉ hết lời, ông cò thấy vậy mới cho giấy phép đem về nuôi. Xong dặn ba thời nếu có ai đến nhìn co bằng cớ đầy đủ thì phải trao trả lại cho người ta. Ba thời trong lòng quyết định xin đứt thằng nhỏ nuôi nên dục dặc hoài. Ông cò thấy vậy mới móc túi đưa cho chị ta 1 đồng bạc, biểu đem về mua sữa bò cho nó bú, mãn 1 tháng phải bồng nó qua bót, rồi ông sẽ liệu cho. 1 tháng sau, được cái giấy của cò, ba thời mừng rỡ vô cùng. Tối bữa ấy, tính đặt tên cho thằng nhỏ mà không biết đặt tên gì. Bàn luận với vợ chồng chú Tích, xong ba thời nghĩ,
mình xí được nó, thôi đặt tên nó là thằng Được. Một năm sau, thằng Được biết đi biết nói chút đỉnh, rồi chẳng may chú Tích đau không mấy ngày mà chết đi. Chồng đau túng rối, rồi chồng chết tốn hao, trong nhà lại nghèo khổ. Thím Tích phải tính tới chuyện lấy chồng khác mà nuôi tấm thân. Ba Thời một mình bơ vơ, phải bồng thằng Được có gian ghe trở về Sớm Tre mà ở với người anh. Về đến Bình Tây, Ba Thời thuộc việc thình lình gặp thằng Được cho anh chị nghe, rồi đưa giấy của ông cò cho anh chị coi. Lê Văn Tiết tin bụng người em gái, không hồ nghi gì cả. Nhưng khổ nổi, vợ tên Tiết và xóm giềng thì đều nghi cho Ba Thời đã có chữa hoang 4-5 tháng, sợ trong làng lậu việc nên mới kiếm cớ mà đi. Bởi vậy cho nên ai cũng sầm xì, ai cũng nói rằng thằng Được là con đẻ của Ba Thời. Ba Thời chịu tiếng nhơ lấy làm oan ức, chỉ giả làm tai điếc mặt ngơ, quyết nuôi thằng Được sớm khuya hủ hỉ mà lấp bớt mạch sầu. Ba Thời đi thăm chú chồng thì biết chồng mình đi biệt không thấy về. Chị ta mượn của người anh thêm vài chục đồng bạc, rồi mua cây, lá, cất sơ sài một cái nhà nhỏ ở gần với người anh. 7 năm sau. Suốt trọn 7 năm trời, cứ đến mùa cấy thì Ba Thời đi cấy, đến mùa gặt thì đi gặt, hết mùa làm ruộng thì xúc tôm, bắt cá, bán kiếm tiền, trong nhà lại nuôi vịt, nuôi heo, nuôi đến lớn rồi đem đi bán. Mẹ con Ba Thời hầm hút, tuy là cực khổ, song cũng chẳng đói khát bữa nào. Các người trong xóm, hồi Ba Thời mới về thì xúm xích dị nghị nhiều lời, nhưng đến chừng được 2-3 năm, việc đã nguôi ngoai thì không còn ai chê cười nữa. Thấy Ba Thời có tánh hiền nết tốt, lại để ý mến yêu, nên đã không cười sự chồng đi khỏi ở nhà có con, mà lại kiếm cớ nói rằng thằng Được là con nuôi, bởi mặt mũi tay chân nó chẳng giống chị Ba Thời chút nào. Thế tình ấm lạnh, nghĩ đến mà ngậm ngùi, khi thưa thì dầu ngược họ cũng nói xuôi, còn lúc ghét rồi, dầu thiệt là ngọt bùi, họ cũng cho là cay đắng. Trót mấy năm trường, tuy nhà nghèo cực khổ, tuy chồng bỏ buồn sầu, nhưng Ba Thời hệ thấy mặt thằng Được thì hớn hở vui cười. Dường như thằng nhỏ này có phép chi màu nhiệm, dầu buồn thấy nó thì hết buồn, dầu có mệt thì bao nhiêu buồn phiền cũng tiêu tan. Hôm nay Ba Thời đi cấy về ngồi ăn cơm với thằng nhỏ, sao ngó nó mà buồn rầu. Thằng Được tuy còn thơ ngây, chưa hiểu việc đời cho lắm, song nó từ nhỏ cho đến lớn, ra vào hôm sớm chỉ thấy có một mình Ba Thời mà thôi. Hồi nhỏ thì đút cơm rửa đít, khi đau ốm thì ẩm bồng, lúc rảnh thì đưa võng hát hò, đêm lạnh thì trùm mền hung hít. Mẹ thưa con trìu mến mẹ, mẹ làm mệt thì con đỏ đẻ cho mẹ vui lòng, con đi thì mẹ chạy kiếm lăng xăng. Vào trong giường nằm với mẹ, chẳng hề trăn trở mà mẹ nó cũng im lìm, gần hết canh một mà nó cũng chưa ngủ. Thình lình nó nghe mẹ nó cất đầu lên rồi dê ra ngoài giường mà hỉ mũi. Cách một hồi, mẹ nó chạy qua ôm nó hung 2-3 cái, nước mắt ướt mặt nó. Nó mới hay là mẹ nó đang khóc, nó lấy làm buồn bực vô cùng, không hiểu có việc chi mà mẹ nó lại khóc thầm như vậy. Thằng Được nằm buồn một hồi rồi ngủ quên. Chừng đến sáng, Ba Thời kêu thằng Được thức dậy ăn cơm, rồi chặn nó coi chừng nhà, đặng ba đi cấy. Ngày ấy, nó không vui chơi, không lấy đất liền cu xanh, không bắt chó làm ngựa mà cưỡi như mấy bữa khác nữa. Nó cứ ngồi dựa cửa mà ngó ra ngoài ruộng, rồi suy nghĩ tới lui, tại sao mẹ buồn rầu đến nỗi đêm nằm lùi ứa. Nó nghĩ đến tụi trẻ trong xóm, đứa nào cũng có mẹ mà lại cũng có cha. Còn phần mình đây sao có một mình mẹ, mà cha thì đâu không thấy mặt. Nó nhớ mẹ nó khóc thầm rồi buồn, chừng nó nghĩ tới việc nó không có cha thì trong lòng nó lại áy náy, chắc rằng tại không có cha nên mẹ mới buồn rầu đây chăng.
Đến buổi trưa, ba thời nghỉ cấy, tạm về một chút thăm nhà. Thấy con nằm chèo queo trên bộ ván, mặt buồn xo. Ba thời dòm heo, coi vịt, hỏi con lấy cơm nguội mà ăn rồi bỏ ra đi. Tối trở về, thấy thằng con cũng chẳng vui cười như trước, song cũng chẳng hỏi tới. Chừng cơm chín dọn ra ăn, thằng Được ngó mẹ một hồi rồi nói. Má ơi, hôm qua đến nay sao má buồn dữ vậy? Có giống gì đâu buồn con. Có chứ sao không có. Không có chuyện gì đâu. Không có thiệt sao? Sao hôm qua má khóc? Ba thời nghe hỏi tới đó thì chưng hửng, ngó thằng con rồi lặng thinh không chịu trả lời. Thằng Được thấy vậy cũng không hỏi tiếp, nó ăn ít miếng rồi kiếm chuyện mà nói. Má, má, thằng Cam với thằng Phát á, đứa nào nó cũng có tía hết á má. Vậy còn tía con là ai vậy má? Tía con đi khỏi, gần về. Ủa, mà tía đi đâu vậy má? Tía con đi làm ruộng ở dưới Cần Thơ á. Ờ, mà tía con đi hồi nào đâu mà sao từ nhỏ tới giờ con không thấy mặt tía lần nào hết má ơi. Tía con đi lâu lắm rồi, đi hồi con mới đẻ lận. Ủa, vậy sao má biết tía gần về? Thì có người ta nói cho má biết. Ủa, vậy ai nói cho má biết vậy má? Ai hỏi cũng vậy, con tra hạch chi vậy con? Ừ má má, tía con chắc giống tía Càm vậy ha má ha? Không, tía mày nhỏ hơn, mà cao hơn chút. Sướng ha, tía con mà về đây á hả, con nói tía mua dây thép uống lưỡi câu cho con nè, rồi con đi câu với tía chơi. Má biết không, hồi bữa thằng Phát nó đi câu với tía nó câu được nguyên con cá trê lớn vậy nè má ơi. Ba thời nghe con nói chừng nào, thì trong lòng buồn chừng nấy, nên ngồi rưng rưng nước mắt không nói gì cả. Ăn cơm rồi, mẹ con nó gài cửa tắt đèn đi ngủ. Ba thời nằm im lìm, còn thằng Được thì cũng nín khe không cục cửa. Vừa hết nửa canh một, trong ngoài đều lặng lẽ, duy có tiếng dế kêu réo rắt với gió thổi lao xào ngoài sân mà thôi. Thằng Được nằm cặp mắt còn liêm diêm, thình lình nó nghe ngoài sân có tiếng người di động, rồi bầy vịt trong chuồng la rộ, con chó vàng trước sân cũng sủa vang. Ba thời cất tiếng, ai đó? Ngoài sân có tiếng người đáp lại, tao chưa ai, mở cửa một chút đi, có nó về nè. Thằng Được nghe tiếng thì biết tiếng của cậu hai nó là ông Lê Văn Tiết. Khi nghe nói có người về, nó nghĩ là tía nó về, nên lật đật chạy ra đặng thấy mặt cha một chút. Vừa bước ra tới bộ ván giữa nhà thì má nó đã mở cửa. Nó đứng dựa đầu ván thì Lê Văn Tiết ở ngoài bước vô trước, rồi có một người lạ mặt, đầu bịt một cái khăn nhiễu trắng, mình mặc quần lãnh đen lưng xanh, áo bà ba lụa trắng, dài phủ mỏng trôn, tay cặp một cái dù mái cán cong như mỏ dằn xay lúa. Ba thời để trong đèn trên ván, rồi qua bên cái chổng phía bên tay trái ngồi xuống. Lê Văn Tiết ngồi dựa cái đèn, còn người lạ mặt ấy để cái dù trên ván rồi cũng ngồi dựa một bên. Thằng Được đi lại ngồi gần một bên má nó, hai người vô nhà ngồi lặng thinh không nói điều gì. Một lát, ba thời cất tiếng. Mình về đây từ hồi nào vậy? Về mấy bữa nay rồi. Về mấy bữa rài rồi mà mình ở trong chú hay là ở đâu? Thì ở trỏng chơi đâu. Hai người hỏi nhau có mấy lời, Lê Văn Tiết đứng dậy nói. Thôi, để tao về lùa trâu vô chuồng, vừa qua nó ngồi nghỉ tới sáng mai đi, rồi tao qua tao nói chuyện chơi nghe. Lê Văn Tiết mở cửa ra về, Trần Văn Hữu và ba thời ngồi lặng thinh không nói chuyện gì. Một lát ba thời vỗ đầu thằng Được biểu thằng nhỏ. Khuya rồi, thôi con đi ngủ đi, ngồi đó làm chi. Thằng Được leo xuống đất thì ngó chừng tên Hữu, trong lòng trông coi cha nó có hỏi đến mình hay không. Nào dè tên Hữu đã không thèm nói tới mà lại liếc ngó theo nó, bộ mặt hầm hầm xem mà phát sợ. Vừa bước vào khỏi cửa buồng, thằng Được nghe cha nó hỏi má nó. Con của mày á hả? Ba thời thở dài rồi nói nhỏ với chồng. Để rồi em nói hết cho mình nghe từ đầu tới đuôi. Thằng Được lao lên giường nằm lặng thinh, mắt nhắm giả đò ngủ, mà trong trí không biết người ấy có phải là cha của nó hay không. Bên ngoài im lìm, nó nghe có người lấy cái cây gài cửa rồi lần lần vô buồn,
Nó lén mở mắt hí hí mà dòm, thì thấy má nó lấy một cái gối ôm đi ra ngoài. Một lát sau, nó nghe hai người trò chuyện. Mấy năm nay, mình làm ăn có khá không? Sao lại không khá? Khá sao mình bỏ em ở nhà? Em khổ hết sức vậy đó. Tao về làm gì? Nếu như hồi xưa mình không tính về á, thì mình dắt em đi theo. Chứ sao bỏ em lưu vong vậy ở nhà? Em buồn lắm. Mày ở nhà mày sướng, mày không chết rồi mày còn ức cái nỗi gì? Mình đừng có nói vậy. Em đâu có sướng gì đâu. Em biết cái lý do mình nói đây á, là tại vì mình đã có vợ bé rồi. Mình dắt nó đi lên Cần Đức ở với mình nên không chịu dắt em đi theo. Ừ, tao dắt vợ bé đi đó, rồi mày làm gì được tao? Nói chuyện mà nghe vậy chứ ai làm gì mình được. Tao đi mày ở nhà mày cũng có một đứa con đó, mày còn ức hiếp gì nữa? Ủa, té ra mình tưởng thằng Được đây là con đẻ của em hay sao? Hèn chi hôm nay mình về mình ở trong cầu móng mà mình không chịu ra kiếm thăm em. Mình đừng có nghi vậy tội nghiệp cho em lắm. Không lẽ chú không có nói gì cho anh nghe sao? Có. Như vậy mình còn nghi cái nỗi gì nữa? Đàn bà, chồng đi làm ăn xa, ở nhà khi không có đứa con, làm chồng ai lại không nghi? Em nói là con của em Xí Được, em để nuôi, chứ không phải là con đẻ. Tiền sao mày không chịu xí, mày xí đứa con về mày nuôi? Vậy chứ mình không thấy em có giấy của cò của bót đàng hoàng hay sao, mà mình còn nghi ngờ với em. Giấy gì? Giấy ở đâu mày đem về mày gả bà con? Ai có biết chữ Tây chữ Tạo gì đâu mà coi. Tao gặp tao tao quốc kỳ nữa. Ba Thời nghe nói nghẹn ngùng, ngồi khóc ngay chứ không còn nói gì được nữa. Khóc một hồi rồi chắc lưỡi than rằng: Thiệt là quá ức cho tôi mà. Xin trời Phật soi xét giùm cái lòng ngay của tôi. Để không thôi thì tôi chịu tiếng qua như vậy thì tội nghiệp tôi lắm mà. Trần Văn Hữu nằm bên ván hút thuốc không thèm nói. Thằng Được còn thức nằm nín thinh trong buồng, nghe hết đầu đuôi mọi việc. Tuy thằng Được còn thơ ngây, chưa đủ trí khôn, nên không hiểu những lời gây gắt nghi ngờ của tên Hữu đã làm đau đớn lòng dạ, làm nhút nhơ danh tiết của Ba Thời đến chừng nào. Không biết Ba Thời còn thương nó nữa hay không? Không biết cha ruột của nó ở đâu? Tại sao đẻ nó ra rồi không chịu nuôi, mà lại bồng đi bỏ cho người ta xí? Nó vừa suy nghĩ tới đó, lại nghe tên Hữu tặng hắn rồi nói. Mày nói tao kiếm chuyện nó quan cho mày phải không? Cái thằng nhỏ đó không phải con của mày đẻ. Thôi thì mày đuổi nó đi đâu mày đuổi đi. Hả? Con nít mới 8-9 tuổi à. Mình đuổi nó đi, rồi nó ra ngoài nó làm gì nó có cơm nó ăn. Làm như vậy mình không sợ tội hay sao? 8-9 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa mày. Nó đi nó ở với người ta, coi gà giữ vịt ăn cơm. Làm biếng thì đi xin ăn. Mày tưởng nó dại nó nằm một chỗ nó chịu chết sao? Nuôi nó từ hồi 6-7 tháng cho tới giờ, mến tay mến chân, ai nỡ lòng nào mà đuổi nó đi cho đành anh. Mày nói không phải con đẻ của mày mà, mày làm gì mày thương nó dữ vậy? Con nít của họ hàng xóm giềng á thì mình còn thấy thương, huống chi là con của mình nuôi từ nhỏ. Nếu mày đuổi nó đi mày thấy tội nghiệp á, thôi thì mày kiếm người khác mày cho đi, cho họ nuôi đi. Chứ mày để ở trong nhà tao thấy tao ghét lắm, tao thấy là tao chướng mắt liền. Mà tao chướng mắt là không chừng tao nổi giận lên rồi đập nó chết á. Ha. Thôi, thì để thủng thẳng, em nói với anh hai chị hai, rồi em gửi nó đằng đó. Tao không có chịu vậy à, tao muốn mày cho đứt nó đừng cho khuất mắt tao. Chứ mày để đằng anh hai thì nó cũng đi đi về về gửi làm giống gì nữa. Hả? Ba Thời ngồi khóc tấm tức, không biết tính lẽ nào, muốn cho chồng hết nghi, đàn vợ chồng sum họp, mà cũng thương cho thằng Được không nỡ phân ly. Ba Thời khóc than: Thôi, mình để thủng thẳng đi rồi em tính cho mình. Tính gì? Nếu mày muốn ở đời với tao thì mày phải bắt thằng nhỏ đi mới được à. Còn như không á, thì thôi tao đi, để mày ở nhà mày nuôi nó. Em nói thiệt, thằng Được á, là con của em Xí Được mà. Nên em mới đặt tên của nó là thằng Được. Mình không thương em á, thì mình muốn tính sao thì mình tính đi. Nãy giờ tao không để ý té ra nó tên thằng Được ha. Mày là một con khốn nạn mà. Mày quán tao rồi mày lấy tên ông nội tao á,
mày đặt tên cho nó hả? Em có biết ông nội mình tên gì đâu. Nào có quán thù mình gì đâu mà mình nói vậy. Mình coi, mình bỏ em đi mấy năm nay, em buồn rầu trong lòng, mà cũng bao giờ em nói nặng đến mình tiếng nào đâu. Tên Hữu nằm lặng thinh một hồi, rồi cất tiếng. Nếu mày thương nó, mày không nỡ đem nó đi cho người ta, thì thôi để tao dắt nó đi tao cho giùm mày, được không? Ba Thời ngồi khóc thúc thích. Chẳng bao lâu, thấy tên Hữu nằm nghiêng qua bên kia, gác tay ngang qua trán rồi ngủ ngáy phò phò. Ba Thời bưng cái đèn đem để lên ghế, thổi tắt đèn rồi vào giường ngủ với con. Thằng Được thấy dạng Ba Thời liền ôm và nói: Má, má đừng đuổi con đi nha má. Con thương má, để con ở với má nha. Đừng đuổi con đi tội nghiệp con. Ba Thời dây qua ôm con, ừ hai ba tiếng nhỏ, rồi kề mặt mà hôn con, nước mắt chảy chàm ngoàm. Mẹ con ôm nhau chặt cứng, rồi một hồi sau thằng Được ngủ quên trong vòng tay Ba Thời. Tên Hữu về ở với vợ, coi bộ không tính đi đâu nữa, nhưng cũng không tính làm công việc gì cả. Ăn rồi cứ nằm ngay ra mà ngủ. Ngủ ngày rồi lại ngủ đêm, ngủ đã thèm rồi, khi thức dậy thì vác dù đi dạo xóm. Mùa cấy đã dứt, Ba Thời không biết làm việc gì, hễ mỗi bữa nước rồng thì lội xuống rạch băng mà xúc tôm, bắt cá đem về. Bữa nào có ít thì để ăn, còn bữa nào có dư thì sai con bưng ra xóm mà bán để kiếm tiền thêm. Ba Thời cũng đã kể hết đầu đuôi sự việc cho thằng Được nghe. Vừa kể vừa liếc coi thằng con có sắc buồn bã, nên liền nói tiếp: Được à, thôi nay mà má không muốn nói chuyện đó cho con nghe là vì má nghĩ con nghe rồi con buồn, chứ không có ích lợi gì. Má thương con nên dốc lòng nuôi con như con đẻ của má vậy. Nói ra thì sợ con bớt thương má, rồi lại sợ con nói bậy nói bạ cho người ta. Cha mẹ ruột có hay thì đến nhìn con rồi, còn ai đâu mà má hữu hỷ với con nữa. Bữa nay má nói hết cho con nghe, tại việc nó tình cờ con biết rõ ngọn ngành rồi. Không lẽ má còn giấu con nữa hay sao? Mà thôi con đừng có buồn, dầu gì đi nữa thì má cũng thương con như con của má vậy. Sau này mà con khôn lớn, con có tìm được cha mẹ ruột của con, mà con có phụ bạc má đi nữa thì má cũng cam tâm, chứ má không có phiền não gì con. Thằng Được nghe mấy lời thì nước mắt chảy ròng ròng, trong bụng muốn tỏ rằng dầu ngày sau mình được giàu sang đến bực nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ phụ phàng tình mẹ. Song không biết nó nói làm sao cho được, chỉ nói có mấy lời: Con không có phụ bạc má đâu mà má sợ. Con chỉ muốn má xin giúp tí cho con ở đây với má hoài đi. Đừng có đuổi con tội nghiệp con nha má. Tên Hữu về nhà suốt mấy tháng trời, làm khó hết thằng Được, lại làm rầu cho Ba Thời không biết ngần nào mà kể xiết. Tên Hữu đã bán đi con heo quắn, bán gà, bán vịt. Ngày nào ăn cơm rồi, tên Hữu cũng xách dù ra đi. Chừng trở về thì mặt mày đỏ như cắt kè lửa, hơi rượu bay nực nồng. Một hôm nọ, đến xế, trời chuyển mưa, mây đen chăn kịch, gió thổi ào ào. Tên Hữu đi chơi về, dắt thêm một ông già chừng 50 tuổi với một đứa con gái nhỏ chừng 7-8 tuổi. Thằng Được thấy cha nó về thì lật đật vô buồn. Nó đứng núp sau vách, rồi kề con mắt chỗ lỗ vách ra mà ngó. Nó thấy má nó chào khách, rồi dẹp đồ may vá, lấy trầu cao để lên khay cho khách ăn. Ông già để cái bao bằng vải xanh với cùng cây đờn cò lên ván kế bên ông. Khi ngồi xuống thì tên Hữu hỏi vợ: Thằng Được đâu rồi? Biểu nó ra chút coi. Ba Thời chưa kịp trả lời thì thằng Được trong buồng đã ríu ríu đi ra. Vừa mới đến đầu bộ ván thì tên Hữu nói với ông khách: Đó, thằng nhỏ của tôi đó, nó sáng láng lắm. Ngạc vì tôi nghèo nên không có cho nó đi học được, uổng biết chừng nào. Ông già dây lại ngó thằng Được rồi thò tay vào túi lấy ra một cặp kính. Ba Thời không hiểu ông già này ở đâu mà có ý gì lại đến coi thằng Được. Ban đầu Ba Thời nghi chồng mình tính đỡ con cho ông già này, rồi sau thì chị ta nghi ông này mất con nên đến tìm con. Ba Thời đang nghi nghi ngại ngại thì ông già giơ tay ngoắt thằng Được: Cháu mấy tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi.
Ông già nghiêng tai biểu nó nói lớn một chút, thì tên Hữu trợn mắt biểu: "Mày nói lớn coi mày." Thằng Được tặng hắn rồi thưa: "Dạ thưa, con 9 tuổi rồi." Ông già gật đầu ngó tên Hữu. Được à, tiếng nó tốt, hơi ấm mà còn dài nữa, thằng này tập ca được à. Mà chú em nói lại chứ, nói gì mà giá mắt quá vậy? Có ba thời ở đó nên tên Hữu không trả lời được với ông già, lại biểu thằng Được: "Nè, thôi mày đi vô trong cậu hai chơi đi, chừng nào tao kêu rồi mày hả về." Thằng Được không hiểu việc gì, nghe biểu nó đi chơi thì nó vâng lời, lật đật bước ra. Ba thời kêu lại biểu: con vô nói với mợ hai á, cho má mượn một nồi trà, con đem về cho má rồi hẳn đi chơi nghe con." "Dạ." Thằng Được dạ một tiếng rồi đâm đầu chạy tuốt. Thằng Được vừa bước đi thì tên Hữu quay lại nói với ông già: "Tôi không phải bán chát bán chi gì mà nói giá cao thấp với thầy. Tôi vô nhà Hương Lỗ chơi tình cờ gặp thầy. Thầy nói thầy tìm đứa con trai để dạy đờn, tập ca, để dịp nhàn ăn rập với con nhỏ. Ở nhà vợ tôi có nuôi thằng con, bây giờ nhà tôi nghèo, nhắm nuôi nó tốn cơm chứ không có ích lợi gì. Vậy nghe thầy nói vậy tôi mới tính giao nó cho thầy. Nghĩ lại coi, vợ tôi nuôi nó hồi mới đẻ tới bây giờ, tốn hao cực khổ biết là bao nhiêu. Nay nó được 9 tuổi rồi, từ rày về sau, thầy còn nhờ cậy nó được rồi. 20 đồng bạc mà mắc mó gì đâu mà thầy trả giá không biết nữa." Ông già lắc đầu: "Quý trời, con Liên của tôi đây, con mồ côi, cô nó nghèo nuôi nó học nổi, tôi cho nó 10 đồng bạc thôi hả, rồi giải đợn giải ca cho nó. Hay thôi để tôi trả chú em 10 đồng, tôi nuôi nó bây giờ phải tốn công giải nó đợn ca, chứ nhờ nhỏi gì được bây giờ mà phải trả tiền mắc dữ vậy chú." Ba thời bước ra: "Ủa, mình định bán thằng Được hả mình?" Chứ để nuôi nó hả mày? Tội nghiệp lắm mà mình. Em nuôi nó 8-9 năm nay mến tay mến chân, mình bán như là cắt ruột của em vậy đó mình à. Bộ con đẻ của mày sao mà nhiều chuyện mày? Mày chịu thiệt đi, mày nhận nó là con đẻ của mày đi, rồi tao để cho mày nuôi. Ba thời nghe chồng nói xéo với mình thì ứa nước mắt, xong thì thương con nên ráng gượng gạo kiếm cớ mà cãi rằng: "Tôi đã có nói với mình rồi, thằng Được là con nhà giàu sang, áo mền dài nón của nó hồi tôi xí được nó, mặt mũi nó bảnh bao lắm, tay chân nó dịu nhiễu hà, mình không thấy sao? Bây giờ mình bán nó lấy 20 đồng bạc có phải là nhiều nhỏi gì đâu. Mình để cho em nuôi đi, quả mai ngày sau cha mẹ nó nhìn lại nó đó thì 100 đồng bạc á cũng có đó mình à." "Mày đừng có cản tao để mày nuôi nó. Bữa nào tao đập chết nó rồi không được đồng nào đó mày biết không? Mày đi xuống nhà sao liền, tao tính chuyện trong nhà này hay là mày tính? Mày đi liền cho tao, đi." Ba thời thấy chồng trầu trạo thì chảy nước mắt, rồi ríu ríu đi vô bếp, không dám nói một điều gì cả. Lúc hai vợ chồng đương đôi co, ông già nằm xuống bộ ván. Tuy không rõ gia đạo của tên Hữu, nhưng ông nghe nói thì biết rằng anh ta khắc thằng nhỏ lắm. Nếu ông mua thằng nhỏ thì chắc là tội nghiệp vợ tên Hữu, nhưng nếu nuôi nó thì cũng là làm phước giúp cho nó. Thấy ba thời khóc lóc thề thốt, chết lên chết xuống, ông già lồm cồm ngồi dậy: "Tôi trọng tuổi rồi, cũng đáng bậc huynh trưởng của hai vợ chồng. Đến đây thấy hai vợ chồng cắn đắng với nhau vậy tôi cũng buồn, nhưng cũng xin thím nó vui lòng để cho tôi nuôi giúp thằng nhỏ cho. Làm như vậy á, chú em nó hết nghi, vợ chồng hòa thuận với nhau còn làm ăn với người ta nữa. Biết rằng thím em nuôi thằng nhỏ từ hồi nhỏ lắm lối tới bây giờ mến tay mến chân, xa cách rồi à, sao lại không thương. Bây giờ thím em giao nó cho tôi dắt đi rồi á, chắc chắn là sẽ buồn rầu thương nhớ lắm. Nhưng mà thím em phải nghĩ cho thằng nhỏ, nuôi nó chừng vài năm nữa bất quá nó đi chăn trâu, mót lúa, rồi nó lớn lên thì đi cầm cày đánh xe, tội nghiệp theo thân nó thôi. Thím bằng lòng cho thằng nhỏ đi theo tôi dạy nó học chữ học đờn, quả mai ngày sau thân nó khỏi cực khổ, có phải là tốt hơn không? Chú em nó đòi 20 đồng bạc thôi tôi cũng chịu luôn, đủ 20 đồng bạc cho vợ chồng luôn đi cho rồi. Nuôi nó trước làm phước giùm cho nó,
sao nữa giúp cho hai vợ chồng hòa thuận với nhau, ở đời với nhau á, dầu mắc rẻ chút xíu tôi cũng không có nệ gì hết á. Ha, vậy đi. Tên Hữu nghe ông già trả 20 đồng bạc thì mặt mày hớn hở. Còn Ba Thời nghe lời hơn thiệt thì động lòng, ngồi khóc, nước mắt dầm về. Thì thấy thân tôi, thì thầy thương, thầy tính thiệt cho thầy, tôi đội ơn thầy lắm. Nhưng mà ngạc gì tôi nuôi nó mến tài mến chân thầy cũng biết mà. Rứt ruột mà giao cho thầy thì chắc tôi chết quá, làm sao tôi sống nổi thầy. Thôi, tôi biết thím thương nó, nếu thím thiệt thương nó đó, phải tính sao cho ngày sau nó trở nên một người biết nhân biết nghĩa, biết hiếu biết trung, đủ lực mà ở đời khỏi bị người ta khinh bỉ. Chứ thương mà tính cho nó đi chăn trâu cầm cày, cạo heo pha nước, rồi còn bị giằng thúc mỗi ngày nữa. Thương vậy cố ý làm hại cho nó chứ có phải là thương gì đâu. Thím nghĩ tụi nó có phải không? Ba Thời cúi đầu lặng thinh không nói gì cả. Tên Hữu đứng dậy ăn trầu rồi nói. Còn chuyện này nữa. Nếu bữa nay tôi giao thằng con nó cho thầy, ngày sau mà ba má nó đến nhìn nó, có trả tiền bạc á, công dưỡng dục ngày xưa của vợ tôi nuôi á, thì ai lãnh tiền bạc này? Thầy tính cho tôi coi. Chú em à, tôi thiệt á là làm phước cho thằng nhỏ, chứ không cần tiền bạc gì đâu. Nếu ai có tới nhìn nó đó, được rồi, tôi chỉ họ đến nhà chú em, rồi cho chú em muốn tính với họ sao chú em tính. Thằng Được cầm gói trà trở về, chạy thẳng ra sau tìm mẹ. Má ơi, hồi nãy mà hai nói với con ấy, mai mốt ra quán trà mua chứ đừng lại đây mượn. Sao mượn hoài vậy? Cũng hên có cậu hai, lấy gói trà cho con mượn đó má. Thằng Được nhìn thấy má nó nước mắt nước mũi chàng ngoàm, không hiểu vì lý do gì. Ủa, sao má khóc nữa vậy má? Bù tía rầy má nữa hay là sao? Ba Thời không trả lời, nhìn thằng con một cách thảm thiết, rồi xách bình nước ra ngoài. Thằng Được một mình vơ vơ buồn nghiến. Ngoài hè, giông gió đổ ào ào, một cơn mưa tuôn như thác đổ, trời gầm như súng nổ bên tai. Chiếc đò sớm mơ chờ như dòng nước mắt biệt ly của thằng Được theo dòng sông bao ngược đến một nơi nào mà chính nó cũng không hề biết được. Duy chỉ thấy cái xóm tre ngày xưa càng xa dần xa khuất, chỉ còn lại trong ký ức của thằng Được một nỗi buồn vô tận. Ông già này là thầy đàn, tên thật là Trần Cao Đàn, người gốc Cần Đước. Lúc còn nhỏ, trong nhà cha mẹ nghèo lắm, cơm ăn không no, áo mặc không lành. Khi ấy, nhà nước mở trường học quốc ngữ với tiếng Tây. Nhà giàu không ai chịu cho con mình đi học. Các hương chức ở trong làng sợ quan họ của phạt nên năn nỉ ông thân của thầy đàn cho đàn đi học. Họ chung đậu với nhau tiền cơm, bánh, áo quần, rồi lại còn cấp dưỡng cho cha mẹ của thầy đàn nhà ở được no cơm ấm bữa. Thầy đàn nhờ đó mà có dịp đi học. Học được hơn 10 năm, quan bộ làm thầy giáo dạy tại một trường học ở Sài Gòn. Dạy học được vài năm, gặp dịp quan tham biện Chợ Lớn cần dùng một thầy thông ngôn, thầy đàn mới xin thôi ngạch thầy giáo, xin cấp bằng làm thông ngôn. Thầy rước cha mẹ về ở chung. Còn đứa em gái của thầy tên là Ba Sự thì cha mẹ thầy đã gả cho người ở trong làng tên là Phan Hảo Tâm. Vốn là con nhà nghèo, làm việc quan đắc lộ, được kẻ kính, người yêu, nên có một ông cai tổng giàu có ở gần làng mới gặp thầy xin gả con. Vợ chồng ở với nhau được hơn 10 năm mà không có đứa con nào. Lần lần cha mẹ hai bên đã khuất, vợ chồng lãnh phần của cha. Mỗi năm thâu huê lợi cũng được 2-3 ngàn giả lúa. Thầy làm việc quan có lương bổng mà tổng kính phục nên đi lễ Phật hàng ngày. Đã vậy mà vợ thầy lại có của riêng.
Nếu thầy như người ta, thì bước quan lộ của thầy chắc là rộng dày, núi phú quý, vinh hoa, chắc là thầy nếm đủ. Nào dè người đời, hễ có may thì có rủi, sự nên hư, vinh nhục ngẫm cũng như nước lớn, nước rộng. Việc làm của thầy không được trôi chảy như trước, thầy đã xin thôi việc rồi vợ chồng chắc nhau về Cần Đước, cất nhà và kiếm kế sanh nhai. Từ ngày thầy về ở trong làng, chẳng còn ai tới chơi nữa. Ban đêm vắng vẻ, thầy có buồn thì lấy đàn ra mà đàn một mình. Đàn hết cây này đã thèm rồi, đàn sang cây khác. Đối với công danh sự nghiệp ngày xưa, thầy chẳng hề có một ý tiếc nuối gì. Chẳng dè chưa đầy nửa năm, vợ của thầy đàn ỷ có của riêng, nên có ý khinh thị thầy. Thầy đàn thấy thế tình như vậy thì trong bụng cười thầm, bèn giao hết nhà cửa cho vợ, chỉ lấy có quần áo, đàn, sách mà thôi. Thầy lên Sài Gòn, Chợ Lớn chơi mấy tháng với anh em bạn. Kẻ thì khuyên, người thì biểu thầy làm việc này việc nọ. Họ hứa giúp đỡ cho thầy, đặng thầy đàn có cơ hội làm ăn sanh nhai. Nhưng cuối cùng không ai thật lòng giúp đỡ cả. Thầy suy nghĩ đi lại chín chắn rồi mới nhất định, nếu không có nghề nào thầy làm chủ được, thì thà thầy đi dạy đàn chơi, giàu nghèo hèn thì cam phận nghèo hèn, chứ thầy không chịu quật hạ ai hết. Đi trót 5 tháng trời tới lui, trở về nhà em rể, thầy đàn nghe nói có thầy phó tổng sở tại vì vợ chết nên gắm ghé muốn cậy mai mối đến nói với vợ thầy. Mà ý vợ thầy cũng thuận nên thầy phó đó cùng vợ thầy đã tới lui với nhau rất thường. Và cũng kể từ đó về sau, thầy mang cái túi đàn lưu linh trong lục tỉnh trót 15 năm trường. Tuy có lúc thầy cũng xê xài bẩn chật, nhưng có nghèo cực đến đâu, thầy cũng giữ gìn danh dự, chẳng hề làm cho thấp phẩm giá của thầy. Ra đến Bà Rịa, thầy thấy Đoàn Kim Liên mặt mày sáng sủa, tiếng nói lại thanh tao. Thầy mới xin nó dạy ca, rồi dắt nhau đi đàn ca để kiếm tiền. Nuôi con Liên được hơn 1 năm, thầy dạy cho nó biết đủ điều, lại biết thêm những bản đàn tranh nữa. Dịp này về Cần Đước thăm em, ra tới chợ Mỹ Lợi, lại gặp tên Hữu, rồi xin thêm được thằng Được mà nuôi. Thầy về thăm em gái vài ngày rồi đi. Vợ chồng Phan Hảo Tâm, nhà có dư giả chút đỉnh. Trong nhà thông thả thì thầy mừng thầm cho người em. Thầy đàn ở Cần Đước được mấy bữa, thăm bà con cũng gần hết. Tính tự tạ người em rồi dắt 2 đứa nhỏ ra đi. Chẳng dè không may thầy đàn lâm bệnh nên phải nấn ná ở lại thời gian này mà dưỡng bệnh. Thằng Được với con Liên không làm gì, chúng nó buồn bã. Con Liên bèn bày ra dạy ca cho thằng Được. Dạy đúng 1 tháng thì thằng Được đã biết ca đủ bản. Trong thời gian này, bệnh tình của thầy đàn 10 phần đã giảm được 5 phần. Thầy quyết định ban ngày thì dạy cho 2 đứa nhỏ học chữ, còn ban đêm thì dạy chúng học đàn. Con cái nhà giàu trong làng thấy thầy dạy đàn cho 2 đứa nhỏ thì thích lắm, nên thừa dịp này xin thầy dạy giúp. Thầy nghĩ mình còn bệnh chưa đi đâu được, mà ở nhà không cũng chẳng có lợi ích gì, nên thầy chịu nhận dạy để 2 đứa nhỏ của thầy học theo cho dễ. Người vợ cũ của thầy lấy phó tổng gần 15 năm nay. Nhà cửa phải giao lại cho 1 đứa cháu ở giữ giùm. Lúa ruộng năm nào góp xong cũng phải nhập chung với lúa của thầy phó để xài chung. Lúc thầy phó tị trần, sắp nhỏ con ghẻ lại nói nhiều lời sỉ nhục. Cô trở về nhà cũ, nghĩ tính việc chồng thì hổ thẹn trăm bề. Nghe chồng cũ trở về, tuy cô không dám để lòng trong đợi con chim cũ được vào cái lòng xưa, nhưng cô vẫn nằm ngồi không an. Coi ra, tuồn như cô thương nhớ đến thầy lắm. Người trong xóm cũng thuộc chuyện thầy về có 2 đứa nhỏ cho cô nghe, lại nói thầy bệnh rất nặng, có thể phải ở lại uống thuốc 1 thời gian lâu. Trong thời gian này, ngày nào cô cũng đi qua lại ngang trước cửa nhà của Phan Hảo Tâm. Một bữa nọ, thấy thằng Được với con Ly đi lại, cô lấy làm mừng, hỏi thăm chuyện của thầy và mời chúng nó lên nhà cô chơi. Cô cho 2 đứa nhỏ ăn, mua bánh trái đem về, rồi còn cho thêm mỗi đứa 1 cắt bạc. Dặn dò 2 đứa nhỏ hệ sẵn rỗi thì ghé thăm cô. 2 đứa nhỏ về không dám nói ra,
hễ năm ba bữa thì giả bộ đi chơi rồi ghé nhà cô mà ăn bánh. Thầy đàn uống thuốc hơn 7 tháng mới thiệt mạnh. Con Liên cũng đã học xong đàn tranh, đàn kiềm. Còn thằng Được thì cũng đã lão thông đàn kiềm với đàn cò. Cây nào thì chúng nó cũng đàn gần đủ bản. Hai đứa lại biết học thêm chữ quốc ngữ. Ăn Tết xong, thầy đàn đã chuẩn bị hành trang để dắt hai đứa nhỏ ra đi. Em gái của thầy đàn là Ba Sự cũng có ý muốn cho thầy đàn trở về với vợ cũ để tuổi già có nơi nương tựa. Chồng của Ba Sự là Phan Hảo Tâm cũng muốn cho anh vợ của mình được vui. Thằng Được, con Liên thì cũng đang chờ sự quyết định của thầy đàn. Bao nhiêu lời khuyên nhủ, thầy đàn trả lời vài tiếng. Nè em à, em bưng chén nước đổ xuống đi, rồi em hốt lại thử coi chén nước có đầy được hay không. Còn Dưỡng, té ra Dưỡng cũng có ý như nó hay sao à? Sao ai cũng muốn bài chuyện cho tôi mang nhục vậy cả? Thầy trả lời ít tiếng rồi dai mặt vô vách mà ngủ, không thèm nói thêm tiếng nào hết. Thằng Được với con Liên chẳng hiểu vì cớ nào mà nhà tốt, vợ đẹp mà thầy mình không thèm. Tụi nó ngó nhau rồi dắt nhau đi ngủ. Rạng sáng ngày sau, có lái buồn ở lối xóm dọn ghe bạn đi Bến Tre mua lúa. Thầy đàn thừa dịp ấy mới xin quá chàng đi Bến Tre. Thầy ôm đàn dắt hai đứa nhỏ rời khỏi nhà và liền nói với chúng nó. Thầy á, tiệc hổng về sắp đó là đồ tiểu nhân mà. Thầy nói thiệt đến chết thầy cũng không bao giờ bước chân về đó nữa. Mà ngày nào thầy có chết đi á, bay cũng đừng bao giờ cho tụi nó biết làm gì. Thôi đi tụi con. Đêm rằm tháng giêng, bóng trăng tỏ chói trời Nam vằn vặc, dòng nước xanh tràn sông trước mênh mông. Từ Vàm Kỳ Hôn tới Mõm Tam Lạch, trời nước ê chề, trăng dọi gió đùa, mặt nước lao sao mà lại rạng ngời, coi như thể vàng trôi bạc chảy. Cách một khoảng xa xa thì mới có một chiếc thuyền buồm cứ thả giữa dòng để cho nước xuôi gió thuận đưa đi. Hai bên sông thì cây cỏ im lìm, một giây lâu mới nghe có tiếng trống trở canh văng vẳng. Chiếc ghe của thầy đàn ra khỏi Vạm Kỳ Hôn, bạn lái đều ngủ hết, duy còn có một chú tài công ngồi phía sau, tay nắm lèo, tay nắm bánh lái, nhắm dòng nước mà thả linh tinh. Đêm khuya khoảnh vắng, gió mát trăng trong, anh ta đứng hứng cảnh động tình nên cất tiếng nói thơ Lục Vân Tiên nghe inh ỏi. Thầy đàn nằm trong muôi lặng lẽ đang suy nghĩ xét lại thế tục nhân tình, bỗng nghe tiếng tài công nói thơ, thầy ngứa nghề liền lồm cồm ngồi dậy lấy đàn cò ra đàn đặng giải cơn buồn chút đỉnh. Chú lái với hai đứa nhỏ đang ngủ nghe tiếng đàn cũng giật mình thức dậy rồi ngồi nghe chơi vui vẻ cùng với nhau. Tài công nói thơ một hồi rồi nghỉ, thầy đàn uống nước rồi biểu thằng Được lấy đàn kiềm ra hòa với thầy, còn con Liên thì ca theo. Chú lái lấy làm đắc ý, còn chú tài công cũng rất vui lòng. Thầy đàn lặng lẽ nghĩ đến việc đời thì buồn thầm, nhưng khi đàn cho hai đứa nhỏ ca một hồi thì thầy quên hết những chuyện xa xưa, sắc mặt hân hoan, tấm lòng nhàn lạc. Ghe xuống tới Bến Tre, thầy đàn tạ ơn chú lái rồi ôm đàn dắt hai đứa nhỏ lên bờ. Thầy đàn và hai đứa nhỏ tìm nhà ông Phán Cầm là bạn học thuở nhỏ của thầy. Khi thấy thầy thì Phán Cầm mừng rỡ vô cùng. Thầy dòm nhà ông Phán thấy chân dọn hực hở, tôi tớ rần rộ, vợ con lè loẹt, nên nghĩ đến cách lập nghiệp của người giúp việc quan thì thầy có ý cười thầm. Thầy mới hỏi thăm gia đạo của ông Phán làm ăn lợi hại thế nào cho biết. Ông Phán nghe hỏi đến việc nhà thì đắc ý bèn nói thiệt. Từ khi ông đổi lại Bến Tre đã hơn 10 năm rồi, lúc ban đầu ông chẳng được khá cho lắm. Song mấy năm sau đây dân sự quen biết ông nhiều rồi thì tiền bạc vô như nước. Ông Phán tỏ việc mình xong rồi mới hỏi thăm thầy đàn. Thầy thấy ông Phán lấy tình thiệt mà đãi mình nên cũng không giấu giếm, bèn thuật hết các việc của mình cho ông Phán nghe.
khi nghe thầy Đàn nói hết đầu đuôi. Trong bụng ông Phán hơi chê thầm thầy không biết thừa thế, nhưng vì anh em thương nhau, nay mình được khá còn anh em mình nghèo, nếu không giúp nhau thì sợ miệng thiên hạ họ cười mình bất nghĩa. Bởi vậy cho nên ông Phán mới cầm thầy lại ở đó, trước là anh em sum họp, sau cho vui với nhau, sau nữa ông kiếm người cho học đàn để cho thầy dạy đàn khỏi đi đâu cực khổ. Cô Phán là người đàn bà hay chiều theo ý chồng, lại có tánh ham nghe đàn, nghe ca. Nghe ông Phán nói thầy đàn, đàn cây nào cũng tươi, còn hai đứa nhỏ thì hát bài nào cũng giỏi, cô có ý mừng thầm. Chừng nghe nói thầy đàn chịu ở lại nhà thì cô lấy làm đắc ý. Cô sợ thầy đàn ngại ngùng không ở lâu, nên mỗi khi ông Phán đi hầu thì cô ở nhà bãi bui tiếp đãi thầy rất ân cần. Chiều thứ bảy, ông Phán dọn tiệc mời mấy thầy trong tỉnh đến ăn uống. Thầy đàn với hai đứa nhỏ ngồi đàn ca, khách ngồi nghe chẳng ai không khen ngợi. Bữa sau, có 5-6 thầy đến xin học đàn, lần lần rồi con nhà giàu rải rác cũng đến xin học. Thầy đàn ở lại nhà của ông Phán cầm trót 3 năm. Vợ chồng ông Phán cũng vui vẻ, luôn luôn tiếp đãi thầy như ngày mới đến. Thằng Được tuy ăn no, mặc ấm, mấy thầy đến nhà lại thấy nó bặt thiệp, thường hay cho nó tiền xài. Nhưng mà nó đêm đêm nằm nhớ ba thời thì chứa chan giọt lụy. Trong nhà chẳng có trẻ nhỏ đặng bầu bạn cho vui, nó phải chơi với con Liên. Tuy con gái chơi không được vui, song gần gũi nhau lâu ngày rồi lần lần cũng khăng khít cùng nhau, yêu mến nhau như anh em ruột. Một bữa nọ, ông Phán xin phép đi nghỉ 10 ngày về Biên Hòa thăm cố hương. Cô Phán ở nhà với thầy Đàn, câu chuyện vãng, coi có ý lả lơi. Thầy lấy làm bất bình, bèn giả trước đi mỏ cày thăm bà con. Ông Phán đi Biên Hòa về, đến 2-3 ngày sau, thầy Đàn mới trở về. Thầy ở đó được nửa tháng nữa, rồi nói với ông Phán cầm để cho thầy qua Trà Vinh chơi ít bữa. Ông Phán tưởng thầy đi ít bữa rồi trở lại nên không cầm cộng làm gì. Thầy Đàn đem theo có vài bộ áo quần và cây đàn để lại chút ít hành lý cho ông Phán và mấy thầy học đàn tin thầy sẽ trở lại. Khi tàu chạy khỏi bến, thầy Đàn ngồi ngó ngang quang cảnh trên mé sông rồi nghĩ lại thế thái nhân tình. Thầy lắc đầu chán nản. Thầy kêu thằng Được lại ngồi kế một bên. Nè con, xưa nay thiên hạ mình á thường khinh bỉ kiếp cầm ca sướng hát, họ cho bọn thầy đờn của mình là bợm bãi. Thầy không hiểu gì cớ nào mà thầy đờn lại chịu tiếng nhơ như vậy á. Cho đến nay thầy mới hiểu được á, nếu thầy đờn của mình mà không biết giữ danh giá thì ắt chẳng khỏi mang tiếng nhơ đó đó nghe con. Thằng Được không hiểu ý thầy, bèn hỏi lại. Dạ thưa thầy, tại sao thầy hỏi vậy con không hiểu. Thầy Đàn vẫn tiếp thuốc hút rồi nói tiếp. Phàm đàn bà con gái phần nhiều đều ưa nghe đờn nghe ca, mà con cũng thấy tiếng đờn của Việt Nam mình á, nghe coi nó reo rắc rỉ rả, nghe mà bắt thương bắt nhớ vậy, nghe mà bắt cảm bắt động tình. Bởi vậy cho nên ngón đờn mà tươi chừng nào thì càng làm cho đàn bà con gái họ dễ mê chừng đó. Nếu mà làm thầy đờn không có chánh tâm, không có trọng nghĩa thì thiếu gì dịp mà cho bọn quần thoa nó mất tiết mất trinh. Xưa nay bọn thầy đờn có bao nhiêu người được chánh tâm biết trọng nghĩa đâu con, bởi vậy nên mới mang tiếng là dân bợm bãi đó. Thầy coi con còn nhỏ mà ngón đàn đã tươi rồi, chắc chừng khi mà con khôn lớn đây rồi đó, cây cò với cây kìm này đó không ai mà bằng con được à. Thầy dặn dò con sau này khôn lớn rồi đó phải nhớ lời thầy, nếu sau này mà con có nghề nghiệp khác rồi thì đừng có đi dạy đờn nữa. Vi bằng không có nghề phải làm nghề này thì phải ráng chánh tâm trọng nghĩa mới được nghe con. Dạ, con sẽ nhớ lời thầy. Thằng Được ngó con Liên cười chúng chím, rồi quay sang hỏi thầy Đàn. Ờ thầy ơi, mình đi Trà Vinh rồi,
Chừng nào mình trở lại nhà ông Phán vậy thầy? Đi luôn chứ không có trở về nữa. Ủa, sao vậy thầy? Nếu trở về đó, đó sợ ngày sau mình mang nhục đó con à. Hò, vậy còn sách vở với lại quần áo thầy để lại đó, không lẽ mình bỏ hết hay là sao? Con với thầy thì không có tiền, tiền đâu mình mua cái mới hả thầy? Để thầy kiếm chỗ yên ổn rồi, thầy viết thơ mượn ông Phán gửi qua cho mình, không sao đâu. Đến 2 giờ chiều, chiếc tàu súp lê nghe inh ỏi. Trên cầu tàu Trà Vinh thiên hạ lao sao, kẻ thì giật rước bà con, người thì hỏi thăm bầu bạn. Phía trong, xe kéo đậu sắp hàng hàng lớp lớp, bọn sa phu chạy lăng xăng mời khách lên xe. Một chú bếp đứng giữa cầu trên tay cầm một cây roi mây, miệng hỏi giấy thế thân, vinh mặt châu mày ra vẻ oai nghi lẫm liệt. Thầy đàn xách cái vali bước lên cầu, ngoắc một tên sa phu, biểu nó xách đồ lên xe. Thầy với xuống tàu, lấy cái túi đàn và vịnh cho 2 đứa nhỏ leo lên. Thầy bịt khăn đen, mặc áo dài lược thược, lại gặp dịp lộn xộn như vậy thì rủi rớt hết một chiếc giày hàm ếch xuống dưới kinh. Lúc thầy đang lùi đùi thì chú bếp đứng giữa cầu kêu lên: "Ê, ông già kia, trình giấy thế thân coi." Thầy nghe nhưng mà mắt lộn xộn với chiếc giày nên không trả lời. Chừng 2 đứa nhỏ lên xong, thầy rút chiếc giày còn lại trao cho con Liên rồi dắt tay nhau lên xe. Lúc đi ngang qua chú bếp, thầy thấy chú đang xét giấy thuế thân với một người khác nên thầy đi luôn. Chú bếp dòm thấy rồi bèn kêu thầy trở lại: "Sao? Không trình giấy hay sao? Trốn hả?" Thầy đàn nghe giọng nói vô lễ thì giận lắm, nhưng vì thầy biết luật pháp và sợ trái pháp nước nên không dám đôi co. Thầy đàn mở bóp, lấy giấy thuế thân đưa cho chú bếp xem. Chú bếp trợn mắt ngó thầy lườm lườm, còn thầy thì liếc ngó với bộ mặt khinh bỉ lắm. Chú bếp mở giấy ra coi, khoát tay biểu đi, bộ tịch rất sức sượt. Thầy đang giận trong lòng mà chừng lại gần tới xe, thầy lại nghe tiếng la hét om sòm. Thầy quay lại thì thấy chú bếp cầm roi đánh bổ lên đầu một người trai chừng 25 tuổi. Coi bộ thì cũng biết là một người nông phu quê mùa dốt nát ở trong làng. Thầy thấy vậy lấy làm bất bình, dằn lòng không được, bèn bỏ túi đàn chạy lại giật roi và nạt: "Mày á, quá đáng mà. Mày có phép nào mà được đánh người ta? Nếu thiệt người ta có tội thì mày bắt người ta đến quan xử. Chứ sao mày dốc roi lên đầu người ta vậy? Hả?" Chú bếp này đã sẵn ghét thầy đàn rồi. Hắn bỏ tên dân quê mùa ấy dây lại, thập ngực nắm áo của thầy kéo đi. Thầy đàn vùng vẫy không chịu đi, lại la om sòm, biểu chú bếp phải buông ra. Chú bếp này không thèm nghe, cứ việc kéo xển thầy đi. Thằng Được thấy việc chẳng lành thì bối rối trong lòng, còn con Liên thì cặp mắt ướt rượt. Những người có mặt xung quanh đó đều đứng nhìn trân trân, không ai dám nói lên tiếng gì cả. Thầy đàn vùng vẫy không được, túng thế phải đi theo tên chú bếp này. Thầy vừa đi vừa dây mặt kêu thằng Được: "Được à, con để hết đồ lên xe rồi dắt em theo thầy nghe." Thằng Được lấy túi đàn để lên xe với cái vali rồi biểu xe kéo đi theo. Đi đến cửa bót, tên chú bếp dắt thầy vào bót. Con Liên thằng Được với cái xe kéo thì ở ngoài đường. 2 đứa nhỏ ngồi dựa lề, mắt ngó chừng vô bót, không biết việc lành dữ thế nào nên trong lòng chúng nó rất lo sợ. Cách một hồi, bỗng nghe tiếng ông cò la hét om sòm. 2 đứa nhỏ đang ngồi, bỗng một tên lính trong bót đi ra, thấy xe kéo với 2 đứa nhỏ thì hỏi: "Tụi mày làm giống gì ở đây?" 2 đứa nhỏ đứng dậy, tên sa phu trả lời: "Hai này nó đi với ông già, bị chú bếp bắt vô hồi nãy, giờ đang chờ. Tụi mày đứng tránh cửa đi, mai mới thả, đứng đây chừng nào tụi mày mới về." 2 đứa nhỏ nghe nói thì chết điếng trong lòng, nước mắt rưng rưng. Tên sa phu bèn hỏi: "Hai bay tính sao giờ? Giờ có tiền không?
trả tiền xe cho tao. Chớ tụi bay neo xe tao hoài sao tao kiếm ăn được. Ở đây bà con quen biết với ai không? Có thì tao chở lại giùm rồi trả tiền luôn. Thằng Được ngó Liên rồi đáp. Ê, thì là khổ quá. Ở đây tụi em không có quen với ai. Để tụi em kiếm nhà đặng chờ thầy, chứ biết làm sao. Nếu không có người quen, mày chở lại đây đâu có lợi ích gì. Vậy thôi, tụi bay trả tiền xe phước cho tao đi, rồi tao đi cho xong đi. Hả? Quyết định vậy. Thằng Được thò tay vào túi lấy đưa cho tên Sa Phu. Chú hai thương giùm, tụi con không có tiền. Có vài ba các bạc để ăn cơm đỡ chờ thầy tụi con. Xin chú phiền, lấy giùm hai các bạc cho tụi con nha. Con cảm ơn chú. Thằng Được tay mặt xách vali, tay trái thì xách túi đàn, con Kim Liên tay ôm đàn tranh, còn tay kia thì xách cây đàn cò. Anh Được ơi, em thiệt là sợ. Em sợ giống gì? Không sao đâu, đi theo anh. Bây giờ anh tính dẫn em đi kiếm tí gì ăn, rồi kiếm chỗ gửi đồ. Xong rồi á, mình lên đó đứng đợi cũng được. Hen. Tiền đâu ăn cơm anh? Nhắm mắt lại. Tăng 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 tăng. Anh còn mấy các bạc. Ủa, vậy hả? Sao hay vậy? Anh giấu đó. Nè, anh tính rồi. Mình xuống chợ ăn chút gì, rồi mua bánh mì đem vô xin gặp thầy cho thầy. Hen. Hai đứa bàn tính với nhau rồi xách đồ đi tiếp. Xuống tới chợ thì nghe đồng hồ của tiệm rượu gõ 4 tiếng. Hai đứa tìm vào một cái quán nhỏ. Ăn uống xong, tụi nó mua thêm một ổ bánh mì 3 xu với một cặp lạp xưởng. Hai đứa xách đồ đi qua đi lại trước chợ 3-4 lần. Thiên hạ đều lạ mặt, không ai đói hoài đến mình. Đi liễu nghễu đến 5 giờ. Thình lình gặp một người đàn bà chừng 45 tuổi. Ăn mặc tầm thường, đầu đội khăn vằn, chân không mang giày guốc gì cả. Người ấy ngó con Liên một hồi rồi nói. Hai đứa bay ở đâu mà nãy giờ tao thấy xách đồ đi liễu nghễu hoài vậy? Thằng Được nghe hỏi thì trong lòng xiết nỗi mừng nên lật đật thưa. Dạ thưa thím, hai anh em con lên đây từ Bến Tre đi chung với thầy. Hồi nãy không biết sao, thầy con xui quá bị chú bếp kiếm chuyện bắt thầy rồi. Ổng giam thầy nói sáng mai mới thả. Tụi con đi bơ vơ kiếm chỗ nào xin ở đỡ đêm nay. Té ra ông già gây với chú bếp ở ngoài cầu đó sao? Tao có nghe mấy thằng kéo xe nói chuyện với tao hồi nãy rồi. Mà bay ở Bến Tre lên đây làm gì? Có bà con gì không? Dạ không có. Không biết thầy con ở đây có quen với ai không, nhưng hai anh em con thì thiệt không có quen với ai hết. Nếu vậy tụi bay làm sao? Dạ thưa, tụi con muốn kiếm nhà gửi đồ, rồi xin ngủ nhờ ít bữa. Chừng thầy con ra rồi thầy con tính, chứ tụi con không biết làm sao. Người đàn bà này quá chồng, có một đứa con gái trạc chừng tuổi con Liên năm ngoái, rồi đứa con gái của bà đau rồi chết đi. Từ ấy đến nay, bà buồn rầu thương nhớ con hoài. Nay gặp được con Liên nên đứng nhìn nó một hồi rồi nói. Nếu hai đứa bay không có chỗ quen với ai, thì thôi vô nhà ở đỡ nhà dì đi. Thằng Được với con Liên mừng rỡ, bèn xách đồ đi theo người đàn bà ấy. Vào tới nhà, người đàn bà thấy thằng Được ngó trước xem sao thì cười nói. Tao ở đây có mình, không có ai hết. Bán đồ hàng bông ngoài chợ. Thế đi bán thì khóa cửa. Thỉnh thoảng có đi đâu thì gửi nhà cho lối xóm họ coi chừng giùm. Thôi thôi ngồi đi, ngồi chơi đi. Để ta đi nấu cơm cho ăn, nghe. Thằng Được vội trả lời, chúng nó đã ăn cơm rồi. Nó liền để con Liên ở nhà cầm gói bánh mì lạp xưởng đem xuống bót cho thầy nó ăn. Đi tới bót, nó muốn vô mà không dám, nên ngồi trước cửa mà mắt cứ ngó vô hoài. Đến chạng vạng tối, có một người đàn bà ở trong bót dắt con đi ra. Nó liệu chắc là vợ con lính trong bót nên chạy ra năn nỉ. Người đàn bà ấy thấy thằng nhỏ rất dễ thương, ăn nói rất lễ phép nên cũng siêu lòng. Thằng Được trở về trong bụng mừng thầm. Trở về nhà, thằng Được thuật hết mọi chuyện cho con Liên nghe.
Đêm ấy, hai đứa nó thao thức hoài không ngủ được bao nhiêu. Đến trời hừng sáng, hai đứa nhỏ thức dậy, rửa mặt rồi chắc tay nhau lại trước cửa bót ngồi chờ thầy. Mãi cho đến 9 giờ. Con Liên thấy thầy thì nước mắt tuôn dầm về. Còn thầy Đàn khi thấy hai đứa nhỏ liền hỏi rằng, từ hôm qua đến giờ tụi bay ở đâu? Thằng Được thưa, dạ, tụi con kiếm nhà, gửi đồ, rồi ở đậu luôn. Không sao đâu, thầy đừng có lo cho tụi con. Qua đến tòa, ông còn để thầy Đàn với chú bếp ở ngoài. Thằng Được thấy vậy mới dắt con Liên men men đi lại gần. Thầy Đàn có sắc buồn bã. Được à, ông cọ, ông buộc tội thầy đánh lính, mà không có hại gì. Để đến tòa ai phải quấy đều biết hết. Cái điều thầy buồn á, là bị bắt vô đây rồi bỏ tụi bay bơ vơ tội nghiệp mà thôi. Đã vậy mà hôm qua lộn xộn rồi thầy làm rớt cái bóp. Bây giờ trong lưng không còn đồng bạc cho tụi bay nữa. Con Liên nghe thầy nói thì càng khóc nhiều hơn nữa. Còn thằng Được tuy trong lòng buồn bực khó chịu, nhưng ngoài mặt nó vẫn tỉnh táo trả lời với thầy. Thầy ơi, thầy đừng có lo cho tụi con. Tụi con kiếm ăn được mà, không có sao đâu, thầy đừng có sợ. Miễn thầy ra được là tốt rồi. Mà hồi hôm thầy có được ổ bánh mì với cặp lạp xưởng của tụi con gửi vô không thầy? Nói vừa tới đó, ông cò bước ra. Thầy Đàn chỉ kịp gật đầu rồi theo ông cò vào phòng quan biện lý. Một hồi sau, có một tên lính hầu dắt thầy Đàn đi ra. Thầy Đàn vừa đi tới chỗ hai đứa thì đứng lại nói. Quan biện lý nói thầy phải vô khám đặng mai mốt giải qua quan chánh tòa để xử. Thôi bây giờ tụi con xin ở đậu ở đâu đi, đừng có khóc nữa. Vài bữa thầy ra, không có hại gì đâu, đừng có sợ nghe con. Hai đứa nhỏ nghe thầy nói như vậy thì đứng chết điếng trong lòng. Cứ khóc rồi ngó theo thầy, chứ không nói được gì cả. Khi trở về ngồi ngoài cửa than thở với nhau. Đến trưa tan chợ, chủ nhà gánh gánh không đi về. Vô tới cửa thì thấy hai đứa nhỏ ngồi khóc, rồi chị mới nói rằng, hễ tòa giam trong khám á, thì có cơm của nhà nước, bay khỏi lo. Chờ đến 2 giờ chiều, thằng Được biểu con Liên ở nhà. Nó lên tòa dò tin tức của thầy. Nó đứng sẵn bận trước tòa cho đến tan hầu mà lại không nghe gì cả. Nó lần trở về tin dắt con Liên ra chợ ăn cơm. Chẳng dè về tới nhà thì chị chủ nhà đã ép con Liên ăn cơm rồi và cũng có để dành thêm một phần cơm cho thằng Được. Đêm ấy, thằng Được nằm suy nghĩ tới phần riêng thì buồn nát ruột. Hồi còn ở với ba thời, tuy bị tên Hữu hành hạ, song dầu thể nào cũng có mẹ chở che. Khi mới đi theo thầy Đàn, tưởng là thân này phải pha bụi, vùi bùn. Nào có dè đâu, người đã đem lòng yêu thương mà lại ra công dạy dỗ. Tuy đã biết ba thời không phải là mẹ ruột, nhưng duy thấy có một mình ba thời là người nuôi cho mình nên vai nên vóc. Còn thầy Đàn là người dạy mình lẽ chánh, lẽ tà. Còn con Liên nữa, cũng đã gần 4 năm nay, nên mình cũng yêu thương nó như em ruột. Cái vòng thân ái của mình chỉ gồm có 3 người mà thôi. Nghĩ việc xưa, rồi nghĩ đến việc nay. Một người thì ở xa, một người thì bị mắc cạn. Còn có một mình con Liên hả? Trong túi thì bây giờ còn có 3 cắt bạc hả? Không biết làm sao. Thiệt là khổ mà. Thằng Được nghĩ tới đó thì lo sợ hết sức. Ngoài đường vắng vẻ, trong nhà im lìm, một lát nghe trống nhà làng trở canh. Thằng Được ngồi dậy, thấy con Liên cửa mình, nó mới nắm tay con Liên rồi nói. Liên ơi, em còn thức hả? Anh tính dậy em coi được không nghe? Sáng mai á, mình xách đờn ra ngoài nhà mấy thầy ngoại, rồi hai anh em mình đờn ca cho họ nghe. Quả mai họ cho ít tiền mua cơm ăn, chứ anh còn 2-3 cát bạc, ăn chừng vài ngày nữa là hết rồi. Em nghĩ sao? Anh tính sao em cũng nghe anh hết. Thằng Được nghe em nói như vậy thì mừng thầm trong bụng,
nên nằm xuống đánh liền một giấc, không lo gì cả. Sáng bữa sau, con Liên xách đàn cò, con thằng Từ thì ôm cây đàn kìm đi theo chị chủ nhà ra chợ, rồi họ từ giã nhau. Chúng nó lên tòa đặng xem có thể gặp mặt thầy hay không. Hai đứa đón đến tang hầu mà không thấy, bèn dắt nhau trở về. Đi ngang một dãy phố, dòm hai căn nhà đều chưng dọn rực rỡ. Thằng Được đến ngồi giữa gốc cây gáo, mở đàn ra. Con Liên vừa mới cất giọng là ca bản hành phân. Thình lình, có chú bếp phía đàn chợ đi lại, cầm roi mây, quất ngược, quất xuôi. Trẻ nhỏ chạy la om sòm. Con Liên với thằng Được thấy vậy cũng thất kinh. Chúng lật đật ôm đàn mà chạy, mặt mày tái mét. Hai đứa dắt nhau đi về. Về đến nhà thì chị chủ nhà đã về rồi. Chị dọn cơm, biểu hai đứa ăn với chị. Thằng Được bước lại khoanh tay và thưa: Dạ thưa thím, hồi sáng đến giờ hai đứa con ra chợ tính đờn ca cho người ta nghe, đừng người ta cho tiền ăn cơm. Không về lính ở đây hung quá thím ơi, con nghĩ chắc cũng không biết làm sao kiếm tiền mua cơm ăn được. Vậy tụi con xin thím cho tụi con gánh đồ cho thím đi bán mỗi sáng, rồi thím cho tụi con ăn cơm. Tốn hao của thím nhiều, chừng thầy tụi con ra sẽ tính tiền trả lại cho thím. Mày đặt đi đờn đi ca làm gì, ở nhà ăn cơm đi, mày ăn hết bao nhiêu mà ngại. Buổi hầu nào thì thằng Được cũng đứng trước cửa tòa để chờ thầy đàn. Hai đứa ở đầu được 4 bữa. Đến bữa thứ 5, thằng Được cũng trực tại cửa tòa. Nó vừa tới thì thấy lính chắc thầy đàn đi vô tòa, nó bèn chạy theo. Thầy ơi, hôm nay thầy có ăn cơm không vậy thầy? Thầy đàn gật đầu rồi hỏi lại: Con Liên đâu? Dạ, nó ở nhà. Thầy đàn gật đầu rồi bước thẳng vô tòa. Thằng Được đứng gần 1 giờ đồng hồ, có 2 người trong tòa bước ra. Ồ, tội nghiệp quá. Nếu mà cái thằng cha bị đánh hôm đó đó ra làm chứng cho ổng thì chắc tòa tha ổng rồi. Thằng Được nghe nói vậy thì mặt mày tái xanh. Đang suy nghĩ, bỗng thấy trong tòa người ta kéo nhau đi ra, nó đứng mép một bên. Thầy đàn thấy thằng Được thì lấy tay ngoắc nó biểu đi theo. Ra khỏi cửa tòa, thầy mới nói với thằng Được: Con à, thầy bị kêu án đến 15 ngày. Vậy thôi con dắt con Liên hỏi thăm đường lên Càn Long, mời kiếm ông hội đồng sáo tỏ việc cho ông nghe rõ, rồi xin ở đậu ở đó chờ thầy. Bữa 18 thì thầy ra, con phải nhớ lời thầy dặn đó. Dạ. Thằng Được nghe nói tới đó thì khóc ròng. Thầy nói dặn nó không nhớ gì cả. Tới cửa khám, thầy lính dắt thầy nó vô rồi khép cánh cửa sắt lại. Nó nghe như đứt ruột, nát gan, nước mắt dầm về, đau đớn không xiết kể, như một đứa dại, đứa ngây. Đi mãi cho đến trưa, nó sực nhớ đến con Liên mới lần bước trở về nhà. Liên ơi, không xong rồi em. Thầy bị án tới 15 ngày đó. Vừa nói tới đó, bỗng trong nhà có tiếng người đồng khóc. Nó không hiểu chuyện gì thì con Liên kể cho nó nghe là cha của chị chủ nhà vừa mới qua đời ở Trà Cú. Thằng Được đứng sững sốt rồi ngồi thở ra không biết nói được chuyện gì. Chị chủ nhà dọn cơm ra ăn. Thằng Được đã thuật lại chuyện của thầy nó bị giam nửa tháng tù, và nói đến ngày 18 thì thầy nó mới ra được. Dạ thưa thím, hôm nay hai con mang ơn thím nhiều quá rồi. Có việc nhà lẽ ra hai con phải ở đây coi chừng nhà cho thím, mà ngặt thầy kêu tụi con phải lên Càn Long báo tin cho anh em bạn của thầy con biết, để có tiện gì thì lo giùm cho thầy con. Chắc thím không có buồn tụi con phải không thím? Không, việc coi nhà thì không có cần lắm. Nhà này á đâu có gì đâu cho người ta lấy. Hai đứa bay á bắt việc á thì phải đi, thì tao phá cửa gửi cho lối sớm thôi, chỉ sợ tụi bay vơ vơ. Đường đi từ đây đến Càn Long thì xa lắm, không biết bay đi tới tối có tới hay không nữa. Nè, năm các bạc nè, bỏ hờ trong lưng đi, đặng kiếm nhà người quen không được á thì mua cơm ăn đỡ.
Thằng Được không dám lấy, cứ từ chối hoài rồi từ giã ra đi. Lối nửa chiều, gió thổi lao xao, nắng đã chiều bớt, đường Trà Vinh đi Vĩnh Long, hai bên đường cây cỏ xanh tươi. Dưới ruộng thì nông phu, chỗ cày, chỗ gieo, trên con đường xa xa thì người đi coi bộ hưởng đãi lắm. Thằng Được, con Liên cứ chậm chậm xách đồ mà đi, hễ mỏi cẳng, mỏi tay thì tụi nó để đồ giữa bên đường rồi nói chuyện với nhau. Liên à, em nghĩ coi anh tính về có được hay không? Thôi mình ráng đi tới sớm trước nha, kiếm nhà xin ngủ đỡ đêm nay, sáng ngày mình đi tiếp. Chứ bây giờ trời thì gần tối rồi, đường thì còn xa quá, sợ đi không kịp. Đã vậy mà thầy dặn lên kiếm nhà ông hội đồng gì đó mà anh quên tên rồi. Lúc đó anh buồn, anh khóc quá trời, chỉ nghe được tiếng càng long rồi tiếng hội đồng rồi thôi hả. Nếu lên đó ban đêm làm sao hỏi thăm ai được, em nghĩ sao? Dạ, anh tính sao cũng được. Hai đứa lần tới xóm, thằng Được thấy giữa bên đường có một cái nhà lá tuy nhỏ mà cao ráo sạch sẽ, ở bên bếp lại có khói lên nghi ngút. Bước vô sân thì nghe trong nhà có tiếng người ca bản từ đại cảnh. Hai đứa vừa tới cửa, co một con chó vàng trong nhà chạy ra sủa vang rền. Con Liền bước qua đứng nép sau lưng thằng Được. Trong nhà liền có một người đi ra. Hai đứa bay đi đâu? Thằng Được để vali xuống đất rồi vòng tay thưa. Dạ thưa cậu, em đi với thầy em, rủi thầy em có việc với Trà Vinh á, nên sai hai em lên Càng Long. Em đi tới đây thì trời gần tối rồi, nghe nói đường còn xa lắm, nên ghé vô đây xin cậu làm phước. Có cơm dư thì cho tụi em ngày đỡ các bạc để tụi em ăn đỡ dạ. Nếu được thì cho tụi em ngủ đỡ đêm, khuya tụi em đi liền. Mày nói đi với thầy bay mà thầy nào? Dạ thưa thầy đàn ở Cần Đước. Ổng đàn hay lắm hả? Dạ thưa phải, thầy của em đàn hay lắm à. Mà sao cậu biết vậy? Tao nghe cậu ba nói, ở Cần Đước có thầy đàn, ổng đờn tươi lắm. Mà bây giờ thầy mày đâu mà sai mày đi? Dạ thưa thầy, em bị ở tù với Trà Vinh rồi. Tội nghiệp dữ không? Thôi vô đây đi, tụi em biết đờn không? Dạ, hai đứa em đứa nào cũng biết đờn. Tôi cũng biết đờn nữa, mà sớm này không ai biết hết á, nên không có quà chơi nhạc với ai được. Thôi hai em bữa nay ở đây đi, đờn ít bản rồi xuống ăn cơm. Thằng Được, con Liên vừa đàn vừa ca, chủ nhà đắc ý vô cùng, người vợ cũng vui. Ăn cơm rồi là sát lại đàn tiếp. Trong xóm người lớn trẻ nhỏ nghe đàn thì tự tới đông đúc, thật là một đêm vui của gia đình. Rạng sáng ngày sau, hai đứa thức dậy tính đi cho sớm. Chủ nhà cầm lại hoài, biểu ăn cơm rồi sẽ đi. Chừng hai đứa ra đi, chủ nhà mới hỏi. Hai em lên Càng Long á, mà lên nhà ai ở trên đó? Dạ thưa, thầy em biểu tụi em lên nhà ông hội đồng. Mẹ em nhớ hoài không ra, ông hội đồng nào? Ở Càng Long á, thì có mình ông hội đồng 6 thôi, đâu còn ông nào nữa. Dạ phải rồi, ông hội đồng 6. Vậy mà hôm nay em nghĩ hoài mà không nhớ ra ông hội đồng nào. Thôi hai em đi đi, rảnh rỗi ghé đi chơi nha. Dạ. Hai đứa ra đi, cho đến mặt trời đứng bóng mới đến Càng Long. Chúng nó hỏi thăm nhà ông hội đồng 6. Vào nhà thì thấy nhà cửa nguyên nga. Thằng Được bước vô để con Liên ở ngoài. Nó vô tỏ hết đầu đuôi chuyện thầy đàn bị tai nạn cho ông hội đồng nghe. Ông hội đồng 6 chẳng có chút chi buồn mà lại còn buông lời. Thầy mày cứ làm bậy hoài à, ở tù thì ở chứ tao biết làm sao. Thằng Được nghe nói như vậy thì biết rằng mình không còn trông cậy được gì nữa. Nó cũng không biết phải đi đâu bây giờ, nên đành xin ông hội đồng cho tá túc một đêm. Ngoài sân, mưa gió đổ ào ào. Thằng Được bị trời lạnh nên ngủ không được, nó nằm suy nghĩ cuộc đời mà chua xót trong lòng. Đến sáng, nó kêu con Liên thức dậy rồi biểu con nhỏ sửa soạn mà đi. Trót 7-8 ngày, hai đứa nó xách đồ đi lưu linh, nay thì đàn nhà này, mai thì ca nhà nọ. Hai đứa nó đắp đổi qua ngày.
từ Vũng Liêm đi lần lên nước xoáy, rồi lên tới Kinh Mang Thít là ngày rằm. Mấy ngày qua đàn ca mà chỉ có đủ tiền để mua bánh cho con đi ăn chút đỉnh mà thôi, chứ không có dư. Trời vừa xế, hai đứa đi tới mé Kinh Mang Thít. Thằng Được thay có một cái nhà bốn phía không có vách, mà chính giữa lại có lót một bộ ván dầu. Nó bèn kêu con Liên mang đồ đạc vào và nằm trên ván nghỉ chân. Trời gió hiu hiu, nước dưới kinh chảy cuồn cuộn. Ngó qua mé kinh bên kia thì thấy có một chiếc ghe hầu bốn chèo. Cách một lát thì có một chiếc tàu dắt một đoàn ghe chài gần 20 chiếc chạy ngang, thổi súp lê nghe inh ỏi. Thằng Được hứng chí, nó biểu con Liên mở đàn ra đàn ca nghe chơi. Ghe đi ngang ai cũng đều ngơ chèo mà ngó. Đàn ca được vài bản, thằng Được ngó thấy chiếc ghe hầu nhổ sào chèo qua đậu ngay cái nhà trống chỗ hai đứa nó đang ngồi. Trong mui ghe có một người đàn bà trạc chừng 45 tuổi, mặc áo lụa trắng, quần lãnh đen, ngồi với một đứa con trai chừng 10 tuổi, cũng mặc áo quần trắng, ôm mền, ngồi mặt mày buồn hiu. Hai đứa đàn ca một hồi, rồi buông đàn, nằm nghỉ. Có một tên hầu trên ghe lật đật lấy tấm đòn giày bắt lên mé kinh rồi leo lên bờ. Nè hai em, bà hồi đầu nghe hai em đờn hay quá, biểu anh kêu hai em xuống đờn cho bà với lại cậu ba nghe, đàn xong rồi bà cho tiền ăn bánh. Thằng Được nghe nói liền chúng chiếm cười và đáp: Dạ được, mà bà hồi đồng nào vậy anh? Bà hồi đồng này ở Cần Thơ, đem con đi uống thuốc ở Sài Gòn. Thằng Được với con Liên xách đàn rồi đi theo tên bạn xuống ghe. Bà hội đồng thấy hai đứa xuống ghe thì ngồi qua một bên, rồi biểu hai đứa nó đem đàn bước ngay vô mui. Bà ngó hai đứa trân trân, còn thằng con thì trong lòng hớn hở, ngoài mặt vui mừng. Thằng Được và con Liên đàn ca một hồi, bà hội đồng nghe rất vui vẻ trong lòng, mà nhất là thằng con của bà cười hớn hở như thuở này chưa nghe đàn lần nào. Ba đứa nhỏ ăn bánh nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bà hội đồng thấy con của mình vui thì trong lòng rất vui, lại thấy hai đứa nhỏ rất ngộ nghĩnh, bà cũng đồng lòng thương. Bà hỏi thầm hai đứa coi con nhà ai, nhà cửa ở đâu. Dạ thưa bà, con ở Gò Công, còn em con là con Liên thì ở Bà Rịa. Hai đứa con đi theo thầy qua Trà Vinh, rồi thầy con bị quan bỏ tù ở đó. Tụi con cứ đi lang thang mấy ngày nay, hát mà kiếm ăn đó thưa bà. Ủa vậy à? Vậy mà bà cứ tưởng hai con ở gần đâu ở đây chứ. Thế ra hai đứa không phải là anh em ruột sao? Dạ không phải. Rồi bây giờ hai con tính sao? Dạ con tính chắc nhau trở về Trà Vinh. Thầy con ngày 18 ngày nữa là ra tù rồi, còn 3 bữa nữa. Tội nghiệp không? Bơi bay lớn mà lưu lạc bơ vơ không ai nương tựa rồi. Bà hội đồng hối nấu cơm riết đặng dọn cơm ăn cho kịp con nước. Ăn cơm xong, trời đã xế chiều, mấy tên bạn sửa soạn chèo đặng lui ghe. Bà hội đồng móc túi đưa cho hai đứa một đồng bạc. Hai đứa tạ ơn bà hội đồng rồi xách đàn đứng dậy bước ra. Thằng con trai của bà hội đồng ngó thấy thì liền khóc ròng lên. Bà hội đồng kêu thằng Được vô mui, biểu hai đứa nó đi theo ghe của bà, đặng đàn ca cho con bà nghe, muốn bao nhiêu tiền bạc bà cũng cho hết. Thằng Được lắc đầu, nói rằng ngày 18 thầy nó mãn tù nên nó phải trở xuống Trà Vinh để kiếm thầy. Thầy đàn chắc thằng Được lên chợ Mỹ Tho, rồi tìm nhà người quen tá túc. Bị chúng lao tù trót một tháng trường, bởi vậy thầy mệt đuối. Rằng ngày sau, thầy đàn ráng đi ra chợ kiếm tìm thuốc, hút thuốc đem về sắc uống. Uống được 4-5 thang thuốc thì bớt nóng lạnh, nhưng trong người còn mệt mỏi, tay chân bãi hoại, ăn cơm vẫn không biết ngon. Thầy chắc thằng Được ra đi, tính lên Sài Gòn kiếm thầy giáo hai là bạn thiết của mình ngày xưa, đặng gửi thằng Được ở đó cho nó đi học. Còn thầy thì sẽ dạy đàn để kiếm tiền, may quần áo, mua sách vở cho nó. Thầy cũng muốn đi bến lức trước để thăm lại người bạn thân của thầy hiện làm hội đồng, nhưng không may được biết ông hội đồng vừa lì trần. Thầy cảm thấy ở lại lâu không tiện, thầy trò từ giã ra đi.
Đến tới nhà ca thì xe lửa xuất lê chạy rầm rầm. Chuyến xe lửa cuối cùng về Sài Gòn đã rời bến. Hai thầy trò quyết định xách đồ đi bộ lên Chợ Lớn. Đến Gò Đen thì trời đã tối, hai bên đường nghe ọt ọt tiếng ếch kêu. Thầy Đàn sợ thằng Được buồn nên kiếm những chuyện khôn dạy ở đời mà dạy bảo. Gần đến hết canh hai, hai thầy trò đến An Lạc, trời mây đen quần vũ. Thầy Đàn nhìn trời rồi nói: "Đi riết chị con, trời chuyển mưa rồi. Đi riết lên chợ gạo á. Hả, có mưa thì thầy trò mình kiếm chỗ đục." Thầy trò đi tới chợ gạo thì trời dâng mưa ập tới. Rủi khúc đường ấy lại không có nhà nên thầy trò phải dầm mưa mà đi. Đến nhà giấy xe lửa chợ gạo thì thầy trò lạnh cứa tay cứa chân, dắt nhau vào nhà giấy vắt sơ quần áo rồi dựa vách tường mà nghỉ. Trời cũng còn mưa lớn ào ào, mưa dầm về như cầm tỉnh mà đổ, đã vậy sấm chớp vang tai, còn gió đông thì lạnh như đứt ruột. Thành Được ngồi tay chân run lập cập, miệng đánh vò cạp, lầm thêm một hồi rồi tâm thần bất định. Nó nằm ngoẻo đầu qua một bên rồi không biết việc chi nữa. Chừng tỉnh giấc thì thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ bằng sắt, chung quanh có hơn 20 cái giường nữa, mỗi cái giường đều có một người nằm và người nào cũng đều mặc quần áo trắng. Nó không biết vì cớ nào mà nó lại lọt vào một chỗ kỳ dị như vậy. Nó nằm đó nhớ lại thầy nó đi với nó giữa đường gặp mưa lạnh quýu. Nó nhớ hai thầy trò đang đục mưa ở nhà máy giấy xe lửa, mà sao thầy nó đi đâu mất, nó thì lại đến một nơi lạ lùng như vậy. Nó nằm suy nghĩ cho đến sáng. Một người nằm ở giường kế bên thấy nó thức dậy, tinh thần lại hoang mang thì cho nó biết rằng đây là nhà thương Chợ Rẫy. Thằng Được cố gắng hỏi thăm người này người nọ, không biết thầy nó đi đâu. Các quan thầy thì đi khám bệnh cho hết người này đến người khác nên nó hỏi không được. Lối 6:30 tối, có một người thầy mặc đồ tây vàng, trên đầu đội cái nón nỉ màu xám. Ông đi đến giường bệnh cùng với một thầy Phạm Nhê. Người này đến giơ tay sờ đầu nó rồi nói: "Bữa nay con bớt nóng rồi, hôm qua nóng quá, tưởng đã không xong rồi." Thằng Được ngước mắt ngó thầy trân trân không biết là ai. "Em ráng uống thuốc đi cho mau mạnh. Tía em á thì làng xóm họ chôn rồi hồi chiều hôm qua. Đồ đạc của ổng á thì tôi giữ ở nhà. Chừng em mạnh á ra khỏi nhà thương thì ghé nhà tôi lấy, không có mất đâu sợ." Thằng Được nghe nói thì chưng hửng. "Trời, vậy là thầy con chết rồi hay sao? Không phải vậy đâu phải không chú? Con muốn gặp thầy con." "Thôi, nín đi, đừng khóc nữa. Tôi xếp ga ở Phú Lâm, lúc xe lửa Sài Gòn gần xuống thì tôi thức dậy mở cửa. Thấy ở ngoài con ông già với đứa nhỏ nằm khoanh ở dưới gạch á. Tôi tới coi, đừng kêu thức dậy sợ quan thầy họ quở mắng. Không về ông già ông chết từ hồi nào đến giờ mình mấy còn ướt mềm mà đâu có ai hay. Còn thằng nhỏ nằm kế bên là em. Tôi thấy hơi thở còn hôi hớp mà trán thì nóng. Tôi tri hô lên thì lính làng chạy đến khám nghiệm, rồi tôi kêu xe chở em vô nhà thương cho tới giờ. Ông già thì làng xét xong, chạy giấy tờ cho quan rồi, mua hòm chôn ổng rồi, hồi chiều hôm qua." Thằng Được nghe nói thì khóc than thảm thiết, thầy xếp ga an ủi một hồi rồi nói tiếp. "Ông già ông chết rồi có để lại cây đờn cò với cây đờn kìm, cái vali với cây dù, cái đồng hồ trong người của ổng, thay có cái bóp trong người á. Thì quan thầy họ mở ra coi thì biết tên là Trần Cao Đàn. Thôi, ráng dưỡng bệnh, chừng em ra nhà thương rồi á, ghé nhà tôi giao hết lại cho em." Thằng Được nghe thầy chết một cách thảm thiết, nó khóc cả ngày. Chừng hết khóc, nó suy nghĩ một hồi rồi nói: "Dạ thưa thầy, thầy thương, thầy lo chôn cất cho thầy của con, rồi còn vô đây thăm con nữa. Con cảm kích thầy lắm. Con không có cha mẹ bà con theo thầy Đàn của con đi học đời. Cũng tại dầm mưa hồi tối hôm qua, thầy con bệnh sẵn nên mắc một đám mưa giông rồi lạnh quá chết. Con thì mê man nên thầy chết con không thấy mặt của thầy, con tủi lòng lắm thầy ơi. Bây giờ con phải làm sao hả thầy?" "Thôi, đừng khóc nữa, đừng có lo gì hết. Bữa em mạnh rồi đó, tôi vô lãnh em ra ha." Thầy xếp ca nói đến đó bèn từ giã ra về. Thằng Được ngó theo, cảm tình thầy chẳng xiết.
Đêm đó, nó nằm nhớ thầy đàng hoài không ngủ được, rồi nghĩ đến cuộc đời thì tủi phận khóc thầm. Ở nhà thương gần 20 ngày sau, nó mới khỏi bệnh. Cứ mỗi tối chủ nhật nào thì thầy xếp ga cũng ghé nhà thương thăm nó. Đến ngày nó thiệt mạnh, quan thầy kêu nó vô vỗ đầu biểu nó đi về, không đòi tiền bạc gì cả. Nó mừng quýnh nên xá quan thầy rồi lật đật đi xa. Ra khỏi cửa nhà thương, nó hỏi thăm đường đi chợ gạo. Chừng gặp thầy xếp ga, nó lấy hết quần áo, đồ đạc của thầy đàn, rồi xin chỉ đường đến thăm mã của thầy nó. Đến mã của thầy đàn, thằng được lạy bốn lạy rồi khóc than thảm thiết. Phan vái xong, thầy xếp ga hỏi nó định đi đâu, thì nó suy nghĩ một hồi, rồi thưa. Dạ, thưa thầy, em không có bà con, con bà má nuôi ở xóm tre, riêng đứa em nuôi, mà thầy của em cho nó cho bà hội đồng ở dưới Cần Thơ á. Nghe nói gần đây bà dắt nó đi Sài Gòn, em định đi Sài Gòn kiếm coi coi có gặp nó hay không. Thầy xếp ga cầm nó ở lại một đêm. Sáng ngày sau, thầy dọn cơm cho nó ăn, cho nó một cái giấy xe lửa với một đồng bạc. Nó tạ ơn thầy. Nó từ giả vợ chồng thầy xếp ga, rồi vác cây đàn ra đi. Lên đến Sài Gòn, thằng được rảo khắp bờ sông, tìm kiếm hoài cũng không thấy ghe của bà hội đồng. Nó hỏi thăm các nhà danh y, lần đi đến từng chỗ mà cũng không gặp. Đi ba bốn bữa, ăn xài đã hết tiền, ban ngày nó thơ thẩn ngoài đường, còn ban đêm thì vô vườn thú hoặc vườn bô rô mà ngủ. Bóng trăng chói mấy ngọn cây sáng rỡ, tiếng dế kêu trong đám cỏ rù rì, gió lao ra mát mẻ vô cùng, vườn rậm rạp, im lìm, vắng vẻ. Nó nằm đó, nhớ đến mẹ nuôi, thương thầy, nhớ đến lời thầy dạy, rồi nhớ đến con Liên thì ứa nước mắt, lạnh trong lòng. Nằm nghỉ một lát, thằng được nghe có tiếng kèn thổi phía trên đầu. Nó lồm cồm ngồi dậy, thấy có một đứa con trai mặc quần đen đang ngồi trên một cái băng gần đó, lấy tay bụm miệng thổi kèn. Nó bèn ngồi dậy, ngồi nghe một hồi thì thấy tiếng kèn lạnh lót, nhịp nhàng, nhịp lại chắc lắm. Thằng được đứng dậy, xách hai cây đàn, rồi đi lại gần đứng nghe. Nó thấy thằng con trai vóc dạc to lớn, tay cầm một cái lá mà thổi chứ không phải là thổi kèn. Thằng được từ từ lấy cây kìm ra mà đàn theo. Hai đứa hòa với nhau hai ba bản nhạc rồi mới chịu nghỉ. Có hai thầy thông ngôn lái xe kéo chạy ngang, thấy hai đứa hòa với nhau thì thích ý lắm nên ngừng lại nghe thử. Chừng chúng nó vừa đàn xong, hai thầy khen và cho mỗi đứa một cách bạc. Thằng được mới làm quen với thằng nọ, trò chuyện với nhau lần lần rồi thằng được mới hỏi tên, tuổi, nhà cửa. Thằng bé này nói ngọng nên rất khó nghe, nhưng thằng bé cũng ráng cắt nghĩa cách thổi kèn cho thằng được. Nó là thằng Rỉ, được 16 tuổi, người ở gốc Bình Định. Khi nó vừa được 10 tuổi thì cha mẹ chết hết, chú nó đem về nhà nuôi. Gần nhà chú có một người đàn rất hay, thay nó ngọng nghịu thì thương nên ra công dạy dỗ nó học đàn. Chừng nó được 12 tuổi, chú nó mới viện cớ vào Sài Gòn làm mướn, chắc hết mấy đứa con của chú và nó vào Sài Gòn. Mấy đứa con này đứa nào cũng đều khôn lớn, mà không có chút lòng nào yêu thương nó, cứ xéo xách dọc đầu, rồi thỉnh thoảng lại bạt tai nó. Người chú mướn một căn phố lá ở trong cầu Rạch Bần, rồi dạy mấy đứa con làm nghề móc túi thiên hạ lấy tiền. Mỗi ngày nó phải đi với mấy đứa con của người chú ra chợ Bến Thành hoặc đến mấy nhà ga xe lửa rình móc túi thiên hạ. Thằng Bỉ có tính nhút nhát nên bữa nào nó đi tay không về thì chú nó đánh khảo rồi bỏ đói nó. Có một bữa nọ ra đến nhà ga xe lửa Mỹ Tho, tình cờ thấy một cây đàn cò để dựng vách tường không ai coi chừng. Nó lén núm lấy cây đàn, mà cũng nhờ cây đàn ấy và cộng với việc nó biết thổi cây kèn lá, mỗi ngày nó cũng kiếm được đôi ba cách bạc đem về cho chú nó để khỏi bị đòn. Cách ba bữa trước thì lính đến vây nhà rồi bắt chú thím nó cùng mấy đứa con. Hôm nay nó cứ lưu linh hết nơi này đến nơi khác, cây đàn cò để trong nhà nó cũng không dám trở về lấy. Thằng được nghe hết đầu đuôi thì trong lòng cảm động vô cùng. Nó kể hết chuyện của nó cho thằng Bỉ nghe, rồi hai đứa nằm chung trên cái băng mà ngủ. Trời hừng sáng, thằng được giật mình thức dậy, thấy thằng Bỉ còn ngủ ngáy phò phò, bèn lấy tay lắc đầu nó và kêu nó dậy. Hai đứa đứng dậy, mỗi đứa xách một cây đàn,
tay nắm tay nhau dắt xuống chợ, đi đến nhà máy giấy xe lửa, đi rảo khắp Sài Gòn, hai đứa đàn ca để kiếm tiền. Mấy thầy mấy cô dành nhau mà rước, người thì cho ăn cơm, người thì cho ngủ đậu. Đêm nào hai đứa nó kiếm được ít nhất là một đồng bạc, những đêm thứ bảy lại kiếm tới hai ba đồng. Tiền kiếm được bao nhiêu thì thằng Bỉ giao hết cho thằng Được. Thấy tiền có dư, thằng Được mới đặt may cho mỗi đứa một cái áo bành tô màu vàng, thuê một cái quần vải đen và mua cho thằng Bỉ một cái nón trắng đặng đội cho giống cái nón của nó. Cuối qua đầu tháng chạp, thằng Được đã có hơn 40 đồng bạc. Nó mới nói với thằng Bỉ. Bỉ ơi, mày có nghĩ là tụi mình sắp xếp rồi cái điền chuyến kiếm má tao, rồi kiếm luôn con Liên không? Mày nghĩ vậy là ao hay hay á. Mày à, mình đi kiếm con Liên trước. Không rồi, dẫn nó về gặp má mày ở Mỹ lại. Ừ, tao cũng định giống như mày vậy đó. Như mà vậy, mình đi gần Tết rồi phải không? Bây giờ mình đi kiếm thêm một ít tiền nữa. Không rồi á, đợi đến gầm tháng chạp á, rồi tao với mày đi Mỹ lại luôn. Đúng không, đúng không? Thằng Được bằng lòng ở Sài Gòn thêm vài tuần nữa. Đúng ngày 10 tháng chạp, hai đứa nó mới dắt nhau đi xe lửa xuống Phú Lâm để thằng Được trả lại đồng bạc cho thầy xếp ga. Thằng Được nhân lúc này dắt thằng Bỉ ra thăm mộ thầy Đàn. Rạng sáng ngày 19, thằng Được và thằng Vĩ từ giả vợ chồng thầy xếp ga, hai đứa trở lên Chợ Lớn, qua ngã Cần Chuột rồi xuống cầu Nổi. Mấy tháng này, hai đứa nhỏ kết làm anh em với nhau, chỉ thằng Vĩ luôn kính nhường thằng Được. Thằng Được muốn việc gì thì nó làm việc nấy. Đã vậy, nó thấy thằng Được nhỏ nhất nó lại thương, mọi việc cực nhọc nó dành làm hết. Còn thằng Được thì biết đến thằng Vĩ trung hậu thì thương vô cùng. Hai đứa hễ đi được một khúc xa xa, gặp bóng cây mát thì ngồi nghỉ chân. Đi dọc đường, thằng Được nhắc tới chuyện má nuôi nó với con Liên. Thằng Bỉ chăm chú nghe thì biết rằng thằng Được trìu mến má nó và con Liên lắm. Mày á, tuy là mày không có cha mẹ, mà mày còn có người thương mày. Khổ cho cái thân của nào à, cha mẹ của nào á thì chết hết rồi. Bây giờ trên thế gian này không có ai hương tao hết á. Hỏi thiệt á. Thằng Được nghe lời than như vậy thì động lòng nên ứa nước mắt. Còn tao đây chi mày? Thằng Bỉ chê lại thì thấy cặp mắt thằng Được ướt rượt thì cũng động lòng. Hai đứa đi đến bóng cây mát để đồ rồi núp dưới bóng cây lặng thinh không nói được một tiếng nào mà trong lòng của tụi nó gian díu với nhau không kể xiết. Được. Mày nói là mày hương má nuôi mày với con Liên mày không? Thương chứ sao không thương mày? Tao biết. Mày hao kỳ ngày mày về, mày hâm má mày với con Liên. Mà mày nghe tay hồng vậy? Ờ, mày nói tao mới nhớ. Để mua ít đồ cho má tao. Mà thiệt nha, tao không biết mua cái gì hết á. Thì mày mua bánh nè, mua trái cây, quần áo. Trời đất ơi, tao cũng đâu có biết. Ừ ha, mày biết không, hồi xưa á, má tao có nuôi con heo quắn, trời, dễ thương lắm kìa, mà buồn cái tía tao bán, bà già bà buồn bà khóc hoài, hết ngày này qua tới ngày kia. Nghĩ gì còn không mau mua một con heo quắn về cho má. Ê, vậy nghe, mà không xong mày ơi, hồi đó tía tao á, bán con heo 28 đồng. Mà nếu mà mình mua một con heo giống vậy, hết tiền rồi làm sao? Cái thằng hùng, hết tiền thì đi kiếm hàng khác. Mày để dành tiền để làm gì? Tao đã nói là không muốn nói nhiều, mà mày cứ mắc là phải nói nhiều. Mà quá trời, mình còn đi dọc đường, mình đơn ca, kiếm tiền, mà mày sợ cái gì? Hả? Thằng Được không nói nữa, hai đứa xách đồ đi tiếp. Đi gần tới chợ Cần Chuột thì trời đã đứng bóng. Hai đứa dắt nhau vào quán cơm, ăn xong dắt nhau đi theo vòng mấy nẻo đường xem chỗ này chỗ nọ cho biết Cần Chuột. Đồ gần Tết nên mấy tiệm buôn bán chân hàng hóa rực rỡ. Thành Được, thằng Bỉ hứng chí đến tiệm khăn. Hai đứa bước vào lựa mua một cái khăn trắng cho má nó, rồi một cái khăn bông hường cho con Liên.
chẳng biết đường còn bao xa. Hai đứa cứ thẫn thờ, khỏe thì đi, mệt thì nghỉ. Thành được hỏi thăm thì họ nói đường xuống Cần Đước còn xa lắm. Hai đứa mới tính với nhau đem đồ vô nhà việc làng gửi ở đó rồi xin ngủ đầu một đêm. Đêm đó thằng Bỉ cầm đàn cò, còn thằng Bỉ thì ôm đàn kìm, hòa với nhau nghe trầm ấm lắm. Cả khu chợ, người lớn kẻ nhỏ đều tụ lại rất đông trước nhà Việt. Có hai vợ chồng thầy cháu thấy hai đứa nhỏ đàn rất tươi, ông bà trầm trồ khen rồi rước chúng nó về nhà đàn chơi, biểu chúng nó mang hết đồ đạc và ngủ ở nhà thầy. Rạng sáng ngày sau, thằng Được đang ngồi trước cửa bưng tô nước súc miệng, bỗng thấy trước căn phố có con heo ồ ạt đi qua. Nó giống hệt như con heo quán của ba thời nuôi hồi trước. Thằng Được kêu thằng Bỉ rồi đứng trầm trồ. Trong bụng thằng Được rất muốn mua con heo này để chắc về Mỹ Lợi cho má nó. Thằng Được mới tỏ chuyện cho thím cháu, nhờ thím cháu giúp dùm để nó mua được con heo. Thím cháu chạy hỏi và trả giá mua được con heo 30 đồng bạc chắc về cho thằng Được. Thằng Được đắc ý chạy ngay ra chợ mua một sợi dây dừa cột ngay nách con heo dành dễ dắt nó đi. Vợ chồng thầy cháu dọn cơm cho hai đứa ăn xong thì thằng Được và thằng Bỉ đã từ giả vợ chồng thầy cháu chắc con heo đi về thăm má nó. Mua được con heo này thì thằng Được hứng chí trong lòng, vừa đi vừa cất giọng ca hát om sòm. Thằng Bỉ thấy vậy cũng vui nên tiếp mà ca: Ai miễu chăn heo à khổ, nhận heo thương ấm ca. Trời Bỉ Bỉ, kỳ này tao về tao thăm má tao tao vui thiệt á. Thấy hằng hỉ, tao là hát vui quá, nhờ mẹ làm bông, mất hứng nè mẹ. Xin lỗi, xin lỗi. Hai đứa dắt nhau đi, đến 5 giờ chiều hôm đó mới xuống tới Cần Đước. Thằng Được ghé thăm vợ chồng của ba Sự rồi cho cô hay việc thầy đàn đã qua đời. Phan Hảo Tâm và ba Sự nghe hết lời của thằng Được thì thấy anh mình gặp hoạn nạn cho đến ngày chết mà cũng không được ấm tấm thân thì tức tưởi trong lòng nên khóc kể rất thảm thiết. Thằng Được giao hết đồ đạc của thầy đàn cho ba Sự và chỉ xin cây đàn để nó làm dấu tích để nhớ đến thầy. Đến trưa nước lớn đầy, con người ở lối xóm kêu ke qua Mỹ Lợi thăm bà con. Thằng Được hỏi xin cho quá gian. Nó thấy thằng Bỉ khiêng con heo xuống ke rồi từ giả vợ chồng Hảo Tâm ôm lấy cây đàn xoa chồng sau ba người. Lối 5 giờ chiều, gió thổi hiu hiu, hai hàng dương trồng hai bên đường Mỹ Lợi vô Gò Công nhánh thì oạt oà oạt oại, dường như chúng muốn ngót khách qua đường để tỏ niềm tâm sự. Ai hữu tình, háo cảnh, đến lúc ấy cũng đều cảm cảnh mà hớn hở trong lòng. Thằng Được qua tới Mỹ Lợi, nó hỏi thăm thì mới biết tía nó đã bỏ vợ đi mất mấy năm nay. Trong lòng nó cũng mừng thầm, lật đật đi riết về xóm tre, đặng mẫu tử đoàn viên mà nó cũng có cơ hội kể hết những lúc gian truân, những hồi thương nhớ. Nó chăm mắt ngó về xóm tre. Bỉ ơi, mày ngó kìa, cái nhà đầu xóm, cái nhà mà ló cái nóc ra ngoài đó, nhà của má tao đó. Hai đứa bước vô tới sân nhà, thằng Được hớn hở kêu la om sòm: Má ơi, má ơi, con về. Thằng Được dắt con heo vô trong, bụng lấy làm kỳ, không hiểu má nó đi đâu mà nhà cửa vắng tanh. Nó ngó quanh quất thì thấy cái chuồng vịt vẫn còn đó, cũng nghe tiếng vịt trong chuồng kêu lạc đạc như hồi nó còn ở nhà. Vô nhà, nó coi đồ đạc cũng như cũ, duy chỉ có thêm một cái cối giã gạo với một cái võng mà thôi. Nó ra sau bếp, bếp lửa đã tắt, nhưng than còn ngún và còn nóng hổi. Nó trở ra thì thấy thằng Bỉ nằm toàn tan trên võng. Mày ơi, chắc má tao đi chơi đâu rồi, chừng chút má tao về liền hả? Không có lâu đâu, mày nằm đó nghe không? Thằng Được gác con heo vô buồn để dưới giường rồi cột lại. Nó bước trở ra thì thấy má nó đã vô tới sân. Ba Thời vừa bước vô. Ô, chí trời! Má, con về nè, má mừng không? Mừng dữ không hả? Má có nhớ con không? Ba Thời mừng quá, ôm con, vừa khóc vừa nói. Con đi mấy năm nay, má nhớ con hết sức vậy đó. Mà má cũng lo sợ không biết con mạnh giỏi làm sao. Sao con không mượn người ta viết thơ rồi gửi về thăm má vậy con? Con biết chữ giỏi lắm nha má.
Má biết không, có nhiều khi con muốn viết thơ về thăm má đó, mà không biết làng mình tên là làng gì, nên con không có gửi được. Làng mình là làng Bình Thanh Đông chứ làng gì? Hai mẹ con líu ríu với nhau, rồi ba thời chay qua thành vĩ. Được à, thằng em này ở đâu vậy con? Anh em bạn của con lắm á. Nó đi theo con, rày đây mai đó kiếm tiền vậy thôi hả? Rồi dịp này con về con chắc nó về thăm má. Mấy năm nay con đi đâu, má hỏi thăm hết bên Cần Đước, không ai biết con ở đâu. Ủa, mà chắc con đói bụng rồi ha, để má vô má nấu cơm cho tụi con ăn, rồi ăn xong rồi má con mình tâm sự. Ba Thời vừa xây lưng đi vô bếp, dòm phố buồn, nghe tiếng heo kêu ột ột dưới giường, bà lấy làm giật mình la lớn. Ý, con heo của ai vậy trời? Thằng Được đứng ở ngoài, vỗ tay, cười ngất. Má biết không, hồi trước á, tía bán con heo của mình, má khóc lu bụ hà. Khi này con kiếm được tiền rồi, con mua con heo giống y hệt luôn vậy đó. Má coi coi phải không, má thích không? Phải rồi, con heo của má đây mà, con mua nó ở đâu vậy? Ba Thời ôm con heo hung trơ hung trất rồi nói, thằng con của tôi thiệt là đáng mà. Ba Thời lấy cám sứ cho heo ăn, rồi chuẩn bị cơm nước. Thằng Được biểu thằng Bỉ phụ nấu cơm với Ba Thời, nó chạy vô thăm nhà cậu hai mợ hai của nó. Quá nửa canh một, cơm nước xong, thằng Bỉ leo lên võng nằm ngủ một giấc ngáy phò phò. Thằng Được bước vô, lấy cái khăn nó mua ở Cần Chuột cho Ba Thời, rồi mẹ con nằm trên bộ ván, kể hết những hồi hoạn nạn, những lúc nhớ thương trong những năm ly biệt. Thấy thằng con mình sống thê thảm, bà động lòng thương nên nước mắt dầm dề. Ba Thời nằm to nhỏ mà kể hết chuyện nhà cho con nghe. Hôm tháng trước, Ba Thời tiếp được một bức thư của chồng gửi về, mượn thầy giáo coi chùm thì mới biết chồng mình hiện đang ở Kinh Xà No và biểu chị ta bán nhà xuống dưới ở chung. Thằng Được đọc lại lá thư rồi nói với Ba Thời. Sao, má có tính đi xuống dưới với ổng không? Đi chi con? Mà thôi má ơi, má đừng đi. Bây giờ con lớn rồi, con biết làm kiếm tiền. Con đờn ca giỏi lắm rồi nghe. Con kiếm tiền nuôi má dễ như chơi. Má đừng đi ha má ha. Nè con. Dạ. Mấy năm nay á, có ai tới nhìn con không? Dạ không có má. Mà sao má hỏi con vậy? Bởi hôm trước có ông Hương Sư, ông đi bán lúa trên Bình Đông á. Ông ra Sài Gòn mua đồ thì gặp một ông thầy thông. Ông nói ông có biết người giàu có, hồi trước lạc mất đứa con trai và cậy ông tìm giùm. Thầy muốn tìm đến nhà xin chuộc lại. Má cũng đâu có biết chuyện gì, mà mấy năm nay má đâu có liên lạc với con, thành ra không biết làm sao mà cho con nghe. Ủa, vậy ông Hương Sư đó có nói ông thầy thông có tên gì không má? Có, ông nói tên là thầy Lợi, ở đường Cầu Quan á. Dạ, để con sắp xếp coi, rồi nếu tiện thì con lên Sài Gòn kiếm thử coi sao hả má ha. Đêm ấy thằng Được nằm thao thức hoài không ngủ, nó suy đi nghĩ lại, đàn tới tính lui, không hiểu tại sao thân phận của nó lao đao như vậy. Nó tính thầm, để tìm được cha mẹ rồi thì rước mẹ nuôi về ở chung một nhà, rồi bắt luôn thằng Bỉ kiếm con Liên về ở chung một nhà cho vui. Qua ngày 28, thằng Được đưa cho má nó 5 đồng bạc. Ba Thời đi chợ Gò Công mua dưa, cải, cam hồng, đủ thứ món ăn để thết đãi thằng Được và thằng Bỉ. Từ bữa thằng Được nghe nói cha mẹ nó về, nó vui đến sa mặt. Tối ngày nó giỡn trững, nhảy nhót, chứ không phải tệ chỉnh như hồi trước nữa. Thằng Bỉ thì lại buồn, có đêm thằng Được muốn hòa đàn chơi với nó, nói hết sức mà nó cũng không chịu. Đến tối mùng 3 Tết, thằng Được biểu thằng Bỉ gói quần áo với 2 cây đàn, rồi chuẩn bị ngủ sớm để khuya thức dậy mà đi. Đêm đó Ba Thời cũng ngủ không được, Ba Thời thức dậy sớm dọn cơm cho 2 đứa nhỏ ăn. 2 đứa nhỏ ăn xong rồi từ giã ra đi. Thằng Vĩ thì ra bộ buồn lắm,
nó ngồi đợi xe ở đầu cầu nổi mà không nói một chuyện gì cả. Ê, nè, làm gì buồn vậy mày? Nhui sao được nhui mày? Sao? Tao làm anh em với mày á, là tao tưởng mày là con mồ côi giống như tao, nhạt nghèo như tao. Không có bao giờ mà tao nghĩ mày là con nhà giàu á. Nên tao buồn. Cái thằng này nói chuyện kỳ không hả? Nè, nếu tao giàu thì sao? Mà tao nghèo thì sao? Mày nghĩ tao giàu rồi cái tao bỏ mày hay là sao đây? Hai đứa nói chuyện tới đó thì xe hơi đã đến, nó lập tức xách đồ lên xe. Xe đến kinh sớm củi, hai đứa nó mới xách đồ đi qua chợ lớn, rồi ngồi xe lửa ra Sài Gòn. Đến Sài Gòn, hai đứa hỏi tìm đường cầu quan và hỏi thăm nhà thầy Thông Lệ. Bước vô nhà, thấy nhà dọn hực hở, đầy đủ cả. Trên cửa thì lại thấy có treo một tấm hình bán ảnh của một người đàn ông độ chừng 45 tuổi. Một hồi sau, có một người đàn bà chừng 40 tuổi ở phía sau, thấy hai đứa nhỏ sơ rớ trước cửa, thì bà bước ra hỏi chúng đi đâu, rồi biểu hai đứa ngồi trước cửa mà chơi, chút xíu thầy sẽ về. Hai đứa ngồi đợi đến 11 giờ rưỡi trưa thì thấy có một người đàn ông ngồi trên xe kéo. Người ấy độ chừng 40 tuổi, 42 tuổi. Ông mặc đồ tây, đi giày vàng, đội nón xám. Tụi mày đi đâu vậy? Dạ bẩm thầy, con là thằng Được, con của bà Thời ở làng Bình Thành Đông, Gò Công. Má con nói với con là có ông hương sư nào đó trong làng đi Sài Gòn gặp thầy, nói là ông mất con trai, thành ra con tới đây còn lại thầy, xin thầy chỉ dùm để con đến nhìn ba mẹ của con. Té ra mày là thằng Được ha, bước vô đây. Thầy Lợi bước vô nhà và ngó tấm hình trên cửa buồng, dường như muốn xem coi nó giống người trong tấm ảnh này hay không. Bây giờ tao không có rảnh, à thôi hai đứa bay muốn đi đâu trời đi. Tới khoảng 5 giờ chiều trở lại, tao dắt giùm đi đến thăm cha mẹ tụi mày. Thằng Được với thằng Bị xá thầy Lợi rồi bước ra, thằng Được hân hoan, đắc ý. Đến đúng 5 giờ chiều, hai đứa nó trở lại đứng chực trước nhà. Cách nửa giờ sau thì thầy Lợi đi làm việc về, ông chỉ thằng Bị và nói. Mày tên Được ha? Dạ. Còn thằng này tên gì? Nó theo mày chi? Dạ thưa thầy, nó là thằng Bỉ, anh em bạn của con. Mấy tháng nay hãy con đi đâu á, thì nó đi theo đó, không có rời nhau nửa bước nữa đó thầy. Nó muốn theo mày cũng được, thôi vô đây ngồi chơi, chờ tao một chút rồi đi, ha. Thầy Lợi ăn cơm xong, kêu một chiếc xe kiến, xe chạy một hồi, qua cầu Khánh Hội, rồi xuống hết dốc, quẹo phía tay trái, chạy một chút nữa, lại quanh phía tay mặt. Khỏi mấy cái nhà tốt, rồi lần lần thay vào nhà lá nhỏ nhỏ mà thôi. Xe chạy tới mé kinh thì thầy Thông Lợi đưa người đánh xe ngừng lại rồi mở cửa bước xuống, hai đứa nhỏ cũng xuống theo. Đi cách cái ụ ke chừng vài chục thước thì có một cái nhà lá nhỏ, trong nhà có đốt đèn leo lét. Thầy Lợi bước vô nhà thì tụi nó đứng ngoài sân. Thấy thầy Lợi nói nhỏ ít tiếng với người trong nhà rồi thầy bước ra biểu thằng Được. Vô đây cháu. Thằng Được xăm xăm đi vô, thằng Bỉ cũng xách ghi đờn và cối quần áo men men đi theo. Bước vô nhà, thấy có một người đàn ông tuổi chừng 40. Trên cái võng chăn dựa vách thì có một người đàn bà chừng 40 tuổi, bà mặc quần vải đen, áo túi trắng đang ngồi cho con bú. Giữa cái võng lại có bốn đứa nhỏ, đứa lớn hơn hết chừng 5 tuổi, đứa ở trần, đứa ở truồng. Trong nhà lại chẳng có đồ đạc chi cả, chỉ thấy có một cái bàn cũ, để chén, để tô, để khay trầu, với một bộ ván dầu mà thôi. Thầy Lời cất tiếng. Hai ông bà, mất con mười mấy năm nay, kệ tôi kiếm giùm, nay tôi kiếm được nó rồi á. Chị nhìn coi coi phải nó không? Phải rồi, nó giống mấy đứa nhỏ của tôi quá mà. Thầy có lòng kiếm giùm á, thôi để bữa nào rảnh tôi qua nhà đền ơn thầy. Thôi, tôi trao cho hai ông bà tôi về kẻo khuya nghe. Thằng Được đứng bỡ ngỡ, tía nó ngồi trên ván, vẫn điếu thuốc hút và nói. Mày thằng Được ha? Dạ.
Còn nó là ai đi theo mày vậy? Dạ, nó là anh em bạn của con. Tụi con đi chung với nhau mấy tháng nay, đặng đờn ca chung để kiếm ăn đó tía. Tía nó hút thuốc phà khói, nghi ngút và nói. Dạ, chật quá, bây giờ chỗ đâu cho bay ngủ? Má nó đáp. Không có ngại gì đâu ông ơi, hai đứa nó mà. Ngủ bao nhiêu, lấy manh chiếu đem trải với ghe chung vô đó ngủ chung cũng được rồi. Nói xong, bà chỉ chiếc chiếu trên ván. Thằng Được bước lại ôm chiếc chiếu bước ra ngoài sân, thằng Bỉ cũng xách đồ đi theo. Ra kè, hai đứa nằm nến khe không nói, không cục cửa. Mỗi đứa đều có một suy nghĩ riêng. Trời khuya lần lần, gió thổi lao rao, tứ bề im lìm. Cứ mỗi một lát thì xa xa nghe có tiếng chó sủa, hoặc nghe dưới kinh có tiếng ghe chèo sạt sạt, hoặc nghe trong nhà có tiếng con nít khóc. Trót 10 ngày, Thành Được chẳng thấy được một chút tình thương của cha mẹ của nó tỏ ý thương mình. Tối đêm đó, Thành Được và thằng Bỉ đang ngủ dưới ghe, bỗng nghe tiếng người ta nói om sòm. Tụi nó thấy đèn sáng quắc, có 2-3 người lính đứng bao chung quanh nhà, lại còn thêm mấy ông lính Tây. Hai đứa nó sợ quýnh quang, rồi nó lại nghe. Cộng hết 2 vợ chồng nó đi, mấy đứa nhỏ bắt đi theo luôn, còn nhà của nó thì cho lính giữ. Hai đứa nó nghe như vậy thì sợ hết hồn hết vía, nằm sát rệt xuống ghe và nín hơi, không dám thở. Đến 4 giờ khuya, thằng Bỉ làm liều, lén lén vô nhà, xách gói đồ với 2 cây đàn, rồi cùng thằng Được dắt nhau bỏ trốn. Bây giờ mày dắt tao đi đâu đây? Thì nhắc mày đi trốn chứ đi đâu, la sùm mà. Trời đất ơi, mày không thấy cha mẹ tao bị hoạn nạn hay sao? Mà nói với mày rồi, không phải cha mẹ của mày. Nè, tao nói cho mày nghe nha. Nếu mà mày không cho trốn đi nha, chắc chắn là mày hay bị bắt. Mà tự nhiên á, mình không có biết chuyện gì hết, cái bị ở tù, mày hay con tức không? Tức không? Thằng Được ngồi gục mặt xuống đất lặng thinh một hồi. Thằng Bỉ xách gói đồ chạy lại nắm tay thằng Được kéo sổng lên. Thằng Được vùng không nổi nên phải đi theo nó qua chợ Bến Thành. Hai đứa nó dắt nhau lại nhà máy giấy xe lửa, ngồi đờn ca một chập rồi làm quen với thầy xếp ca. Thằng Được xin một tờ giấy, mượn viết mực để viết thơ kể hết cho ba thời nghe. Nó lại thêm một câu, nó sẽ đi Cần Thơ tìm con Liên. Chừng nào nó tìm được con Liên, có tiền nhiều sẽ trở về thăm bà. Hai đứa bắt đầu đi lưu linh. Chúng nó đi bộ từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho. Đến chỗ nào đông đúc thì ngồi xuống đàn ca. Cũng nhờ như vậy, khi xuống tới Mỹ Tho thì tụi nó đã dư được 5 đồng bạc. Xong hai đứa nó mới đi tàu qua Cần Thơ. Mà tàu vừa ra khỏi bến, chúng nó đàn ca một chập cũng kiếm được đủ vài đồng bạc trả tiền tàu. Khi tàu chạy tới nước xoáy, thằng Được nhắc lại cho thằng Bỉ những ngày đầu khi thầy bị lâm nạn. Tới Cần Thơ, hai đứa nó đi rảo khắp các nẻo đường, hỏi thăm nhà bà hội đồng. Đi trót 6 bữa mà không ra mối, thằng Được mới nói với thằng Bỉ. Bỉ ơi, tao nghĩ là chắc mình phải vô trong làng rồi. Nào thì sao cũng được hết á, thì đi vô coi đi. Vậy thì giờ mình hỏi thăm rồi tụi mình chia nhau kiếm nha. Vô tới Cái Răng, dắt nhau ra Cần Thơ rồi lên Bình Thủy. Trời chạm vạng tối, thằng Được hỏi thăm thì họ nói chỉ có bà hội đồng nhà. Hai đứa lần mò đi tiếp thì quả thấy có một tòa nhà ngói rất thạnh mậu, ngoài mé sông lại có một cái nhà mát rất đẹp. Không thấy ai, tụi nó bước vào, dắt nhau đến cái nhà mát ngồi nghỉ chân. Thằng Bỉ buồn trí mê bước một cái lá cây làm kèn thổi điệu Hành Vân. Thằng Được hứng chí ca họa theo cái bài hát đó. Ca xong, thằng Được nằm dài trên cái băng, gai mặt ra sông, miệng thì hút gió, còn chân tay thì nhịp trên băng. Bỗng nghe có tiếng kêu, anh Được, có phải anh đó không anh Được? Thằng Được lồm cồm ngồi dậy, dòm vô cửa ngõ sắt thì thấy có một đứa con gái đứng khuất bên trong. Ai đó? Ai kêu tôi đó? Em Liên đó phải không em? Dạ phải, em đây. Sao anh biết em ở đây mà tới vậy? Thằng Được mừng quýnh. Trời ơi, hổng rài, anh đi tìm em dữ quá trời luôn đó.
em dạo này sao rồi? Bà hội đồng có khỏe không em? Thằng con của bà mạnh chưa? Mở cửa đi, rồi anh kể hết chuyện cho em nghe. Ủa, ai đi với anh vậy? Ồ, thằng Bỉ. Thằng Bỉ, bạn của anh em bạn thôi. Còn thầy đâu? Thầy chết rồi, chết hồi năm ngoái. Để anh kể hết chuyện cho cưng nghe. Em mở cửa đi. Dạ em không có chìa khóa, anh đứng đợi em chút xíu nha. Thằng Được thấy con Liên đi rồi, nó kêu thằng Bỉ. Bỉ ơi, nhì, ta gặp rồi, may mắn quá mày ơi. Con Liên phải không? Ừ, nó ca hay dữ lắm nha. Để gặp nó rồi nó ca cho mày nghe. Mà bây giờ nó đi đâu rồi? Nó vô lấy chìa khóa mở cửa. Thằng Được đứng dậy trông con Liên. Một lát nó thấy con Liên trong nhà bước ra. Anh Được, cô nói em ra nói với anh, lập tức đi liền ra ngoài cầu rút ngồi liền bây giờ đi anh. Đi, anh đi lẹ lẹ lên. Ủa, sao vậy? Chuyện gấp lắm anh đừng có hỏi. Một lát có chiếc xe hai bánh ra ngoài đó rước anh với lại anh bạn của anh. Anh cứ đi theo, đừng có sợ gì hết. Chút xíu nữa em với lại cô ra thăm anh. Thằng Được không hiểu vì cớ nào cứ dắt thằng Bị trở ra cầu đúc. Thằng Bị thấy thằng Được suy nghĩ thì tức cười. Nào thấy cái cuộc đời của mày nhiều bí ẩn quá nhà mày. Cái gì mà cứ đi đến chỗ này rồi bị người ta đuổi, xong rồi đi đến chỗ kia cũng bị đuổi, rồi bây giờ gặp con Liên rồi cũng bị đuổi nữa. Thằng Được không trả lời, vừa đi vừa ngó vô nhà bà hội đồng hoài. Đợi ở cầu đúc khoảng 15 phút thì có một chiếc xe hai bánh chạy đến hướng thằng Được và thằng Bỉ. Có một người phu xe hỏi. Em phải tên Được không? Dạ phải. Ồ, bà biểu lên xe đặng xuống Cần Thơ. Dạ xuống Cần Thơ chi vậy? Ê, em đừng có cãi. Bà hội đồng dạy đưa em qua xuống nhà hàng ở dưới Cần Thơ nghỉ. Sáng mai bà chắc con Liên xuống thăm em. Em đừng có ngại gì hết. Không có hại gì đâu. Lên xe đi, khuya rồi. Chết gần 9 giờ, xe xuống tới Cần Thơ. Người chủ nhà hàng bước ra. Tôi là chủ nhà hàng này. Bà hội đồng dạy đưa hai em mà xuống tới đây rồi. Muốn ăn gì cũng được. Bồi phòng dọn phòng cho hai em hết rồi. Chủ nhà hàng dắt hai đứa nó lên lầu. Một cái phòng rộng lớn. Thằng Được với thằng Bỉ đứng lại tại cửa sổ ngó ra thì thấy sông rộng mênh mông. Thỉnh thoảng có một chiếc ghe lớn chèo ngang. Xa xa lại có một chiếc tàu nối đuôi sau một đoàn ghe. Chiếc nào cũng đốt một cây đèn nên xem rất đẹp. Gió thổi hiu hiu mát mẻ. Thằng Được đứng ngó một hồi. Thằng Bỉ nói. Chuyện gì? Tao không hiểu luôn á. Ngại sao bà hội đồng đưa mình xuống đây mà dặn chủ nhà hàng phải chăm sóc cho mình ở trong một cái tòa lâu đài như vậy à? Tao không hiểu, tao không hiểu. Trời đất ơi, tao cũng không hiểu nữa. Thôi kệ nó, mình cứ nghe theo lời bà đi. Mày thấy chưa, mày quen với bà mà mày không hiểu, làm sao tao hiểu được. Hai đứa đang nói chuyện thì thình lình thằng Bồi mở cửa xách vô một bình nước trà để trên bàn. Nó chăm sóc thằng Được và thằng Bỉ hết mình. Sát cửa sau, thằng Bỉ thức dậy trước, lén dở mùng leo xuống. Nó vừa mở cửa thì thằng Bồi chợt thấy lật đật chạy tới. Dạ, cậu muốn đi đâu ạ? Tao đi hút miệng. Tháng sớm vậy thì đi hút miệng chứ đi đâu? Dạ, có nước tôi múc sẵn ở trong bầu á. Cậu hai vô đây, tôi rót ra cho cậu rửa. Thằng Bồi chắc thằng Bỉ trở vô, rót nước, biểu nó rửa mặt, lấy khăn cho nó lau. Thằng Bỉ thấy Được sung sướng quá thì trong lòng khoái lạc không biết chừng nào. Thằng Được nghe lục đục thì cũng thức dậy. Thằng Bỉ làm tại khôn. Ê, vậy rồi hả mày? Vô đây nha, nước ở trong đây, rửa mặt, xúc miệng ở trong đây. Không phải đi ra ngoài mấy sông, hiểu chưa? Cách một hồi sau, thằng Bồi bưng lên một mâm cà phê với bánh mì cho hai đứa ăn. Lối gần 11 giờ, chủ nhà hàng kêu Bồi dọn cơm trong phòng cho hai đứa. Ăn vừa rồi, hai đứa nghe bên ngoài có tiếng giày đi rầm rầm. Thằng Được lật đật chạy lại cửa, thì cánh cửa mở bé ra. Bà hội đồng bước vào, con Liên và thằng con của bà hội đồng thì đi theo sau. Bà thấy thằng Được thì liền ôm đầu nó hôn hai ba cái. Mấy tháng nay cậu đi đâu? Thằng Được mừng quýnh, mừng quýu. Dạ, thưa bà khỏe hả bà? Còn thằng em bây giờ thì hết đau rồi hả bà? Ừ, nó nhờ cô đem nó lên Sài Gòn uống thuốc gần tháng nên nó mạnh giỏi. Hồi hôm cô có nghe con Liên nói thầy đã chết rồi. Vậy ông chết cớ nỗi nào? Đau bệnh gì mà chết vậy con?
Thằng Được kéo ghế tới ngồi kế bà hội đồng, kể lại đầu đuôi cho bà hội đồng nghe. Con Liên tội nghiệp thầy ngồi khóc nức nở, bà hội đồng cũng lấy khăn lau nước mắt. Thằng Được kể lại rất nhiều chuyện, xong nó lấy cái khăn bông hường của nó mua tại chợ Cần Giuộc mà tặng con Liên. Bà hội đồng cất tiếng: Con về nhà gặp người cha nuôi của con hay chưa? Dạ, dạ chưa. Mà con cũng không đi đâu mà gặp. Ủa, vậy chứ má của con không có nói nó đi đâu hay sao? Nghe nói ổng đi kinh Sà No gì đó, mà con không có biết. Rồi cha nuôi của con tên gì? Dạ tía con tên Hữu. Bà hội đồng nghe nó nói từng câu, nghe đến tên thầy Lợi thì bà chưng hửng. Khi biết thầy Lợi dắt nó qua khánh hội, giao cho một người nghèo nàn lại bất lương. Thằng Được trò chuyện xong rồi, bà kêu đứa ở trong nhà mang đồ dưới xe lên cho bà. Bà lấy một cái áo lụa trắng, một cái quần lụa trắng với một đôi giày hàm ếch đưa cho thằng Được. Bà biểu thằng hai dắt nó đi tắm rửa cho sạch sẽ, thay đồ mới cho nó mặc. Bà chai sang thằng Bỉ: Cô hổng về, con tới đây, để mai mốt cô kêu bầy trẻ may thêm quần áo đem ra cho cháu nha. Dạ, không có sao, không có sao. Con mặc đồ này là đẹp rồi. Mặc đồ mới á, nó bị ngứa lắm, con chịu không nổi đâu. Cảm ơn, cảm ơn. Thằng Được tắm rửa xong trở lên phòng, mặc bộ đồ mới vào thì nó tươi rói. Bà hội đồng nhìn có vẻ đắc ý lắm. Tối hôm đó, thằng Được, con Liên, thằng Bỉ rủ nhau đàn ca chơi cho vui. Cả nhà hàng từ chủ, bồi, tất cả thải đều đứng ngoài cửa mà nghe. Bà hội đồng nằm trên giường, thỉnh thoảng lại cười, mắt lưng ngấn lệ. Ăn uống xong, bà sửa soạn ra về. Bà nói với thằng Được: Thôi, con ở đây chơi với thằng Bỉ. Có thằng hai, nó ở lại đây đặng con có cần dụng gì thì con sai nó cho nó dễ. Chừng 5-3 bữa, cô lên đây rồi rước con về. Thì vài bữa cô sẽ ghé ra thăm con. Chừng nào mà cô sai người ra rước con á, thì con hãy đi theo, nghe con. Dạ, con cảm ơn bà. Dạ, con cảm ơn bà. Thằng Được ngã lăn trên giường, nằm cá om sòm. Thằng Bị thấy vậy bèn nói: Bây giờ tao hỏi mày, mày làm gì mày mày vui dữ vậy? Mày nói cho tao nghe thiệt đi. Trời ơi, thì tao gặp con Liên tao mừng, mày thấy chưa? Tao nói bà hội đồng bà tử tế lắm. Bà thì bà tử tế thiệt á, nhưng mà tao có một điều này tao thắc mắc nè. Tại sao bà lại nhốt mình ở trong này, giống như là nhốt một con chim trong lòng vậy? Hả? Tại sao? Ơ trời ơi, ông ơi là ông nghĩ coi. Ăn uống sung sướng nè, mà mày còn nói là bị nhốt nữa. Tao mà được sung sướng như vậy hả, ở tới già tao cũng chịu. Tao biết, mày là một cái thằng ham sung sướng. Nhưng mà mày biết không, sung sướng như thế này, không bao giờ mày biết chuyện đời nó xảy ra như thế nào. Mà. Phải, mày nói tới đó thì tao phục mày. Ráng chờ ít bữa đi, rồi liệu mình sẽ tính sao. Chứ bây giờ mình gấp cũng đâu có được. Thôi ráng đi thằng bạn cưng của tao. Bà hội đồng là người giàu có tại Bình Thủy. Chồng của bà thổ trước tên là Phan Thanh Nhàn. Vợ chồng hồi mới kết nghĩa châu Trần thì cha mẹ hai bên vừa đủ ăn, đủ làm mà thôi, chứ không có dư giả. Vợ chồng ra riêng rồi hiệp sức làm ăn sáng nghiệp. Chồng lo khẩn đất làm ruộng, vợ lo cần kiệm trong nhà, thức khuya, dậy sớm, dãi nắng dầm mưa. Nên trong 10 năm thì Phan Thanh Nhàn đã trở nên thành một người giàu lớn. Ruộng kể đến hàng 800 mẫu, vợ chồng ở với nhau không có con. Bà mới tính chuyện cưới cho chồng một người vợ bé, lúc ấy trong làng có cô Tô Thị Sảnh, con nhà nghèo mà dung nhan tuấn tú. Chồng đi nói rồi mà chưa kịp cưới thì nhún bệnh mà liệt trần. Tuy chưa có chồng mà cũng đã mang tiếng là chồng đã chết. Bà Phan Thanh Nhàn nhắm nhía thì phải, rồi bàn tính với chồng. Bà cậy mối mai cưới cô về làm bé cho chồng. Vợ lớn vợ nhỏ ở với nhau trên thuận dưới hòa. Vài năm sau, Tô Thị Sảnh có thai và sanh ra một đứa con trai. Vợ chồng Phan Thanh Nhàn mừng rỡ hết sức. Vợ của Thanh Nhàn cũng tinh tiêu, săn sóc đứa nhỏ như con ruột. Tô Thị Sảnh thấy mình quan trọng nên bắt đầu tự kiêu, nói nhiều lời làm cho vợ lớn dằn lòng không được. Ông Phan Thanh Nhàn muốn cho gia đạo bình an, mời cất thêm một cái nhà ngói
gần ngoài đầu cầu đúc cho vợ bé ra ở riêng với con. Vợ nhỏ vừa ra riêng thì ông cắt cử địa hạ, và vợ lớn lại có thai. Phan Thanh Nhàn chẳng xiết nổi mừng, đến kỳ khai hoa bà cũng sanh được một đứa con trai và đặt tên là Phan Thanh Nhã. Từ ngày Phan Thanh Nhàn cho vợ bé ra riêng, ông đã bớt yêu, và chừng vợ lớn sanh một đứa con trai thì Thanh Nhàn đối với vợ bé lại càng lợt lạc hơn nữa. Thì sảnh không cam lòng, trước mặt không dám nói tiếng chi vô lễ, chứ sau lưng thì thường có nhiều lời trách móc. Vợ lớn cũng rõ tánh của vợ nhỏ, nhưng sợ chồng cực lòng, nên chẳng có khi nào ai đọc được điều chi trong trí của bà. Thằng nhỏ được 3 tháng mà không sổ sữa, bà rước thầy xem mạch hút thuốc. Thầy thuốc còn nói không nên cho con bú và khuyên bà phải kiếm mướn người bú, bà cũng nghe lời lạc dạc mướn bú nuôi con. Thằng nhỏ được gần 6 tháng, ông Phan Thanh Nhàn rủi ro lâm bệnh ho, vợ chồng dắt nhau lên Sài Gòn kiếm thầy thuốc để hút thuốc rồi dưỡng bệnh ở Sài Gòn. Phan Thanh Nhàn có một người em tên Phan Đức Lợi. Ông theo chúng bạn lên Sài Gòn xin giúp việc cho trạng sư. Vợ chồng Phan Thanh Nhàn hãy đi Sài Gòn thì ở nhà người em này. Lần này ghé qua thì thị sảnh cũng lên ở cùng tại đó. Phan Đức Lợi thấy vợ chồng Thanh Nhàn lên thì mừng rỡ hết sức. Vợ chồng Thanh Nhàn ở chơi được một đêm một ngày. Qua đêm thứ hai khoảng 2 giờ khuya, trong lúc vợ chồng Lê Thanh Nhàn đang nằm ngủ thì thình lình nghe con vú kêu lên. Cô ơi, em đâu mất rồi mà cửa mở cô ơi. Vợ chồng Thanh Nhàn nghe nói thì tóc mùng chạy ra. Cửa thì hé mở, đứa nhỏ thì không còn ở trong cái mùng. Bà hội đồng chạy kiếm con phát thông phát thổ, còn ông hội đồng chạy bơ hơ bài hải. Ai nghe nói ăn trộm vô nhà chỉ bồng một đứa con nhỏ đi mà thôi thì cũng lấy điều làm lạ. Vợ chồng ông hội đồng đi khắp các nẻo đường mà cũng không tìm thấy con. Bà hội đồng nhớ con ăn ngủ không được, còn ông hội đồng thì an ủi vợ hết sức. Tuy bề ngoài bà hội đồng gượng lắm, nhưng trong lòng chẳng giây phút nào mà bà quên con được. Có lẽ trời Phật cũng thương lòng thành của vợ chồng ông hội đồng. Vài năm sau, bà hội đồng lại có thai, rồi sanh thêm một đứa con trai nữa, đặt tên là Phan Thanh Phong. Vợ chồng cưng nó như trứng mỏng. Ông hội đồng có bệnh ho nên Thanh Phong không được cứng cỏi, nó đau ốm hoài. Khi nó được 3 tuổi, thì bệnh của ông hội đồng ngày càng nhiều thêm. Biết tình cảnh trong gia đạo, ông lén xuống Cần Thơ, lập tờ chúc. Sự nghiệp của ông thì bà được quyền hưởng mãn đời. Thế ông qua đời thì mỗi năm bà chỉ cấp dưỡng cho mẹ con thị sản 1.000 đồng bạc với 1.000 giả lúa mà thôi. Đến chừng ông gần tắt hơi, ông kêu bà mà trăn trối. Má nó ơi, tôi liệu trong mình tôi không còn sống được nữa. Tôi bỏ hết việc ở nhà cho má nó lo cho tôi nghe. Tôi nghe lời má nó đi cưới vợ. Được vài tháng thì tôi đã rõ nó là một người đàn bà đố kỵ, lòng tham lam. Nào dè nó được sung sướng quá mà nó còn sắt lòng độc ác. Tôi dám chắc cô Sảnh với thằng Lợi em tôi tụi nó to rập với nhau đặng hại mình đó bà ơi. Vậy tôi có nhắm mắt theo ông bà rồi thì má nó ráng săn sóc, nuôi dưỡng cho thằng Phong. Đừng bao giờ quên tìm kiếm cho được thật giả, đem về. Ông hội đồng nhàn chết đi, Phan Đức Lợi cầm cân cho thị sảnh kiện đặng chia gia tài. Nhờ có chi chúc của chồng nên thị sảnh kiện không được, chỉ đành chịu phép. Phan Đức Lợi thì mỗi năm liệu góp xong lúa thì lót tót đến cà rà xin bạc. Bà hội đồng mua lòng Đức Lợi, bà hứa nếu kiếm được thằng Nhã, bà sẽ cho 5.000 đồng bạc. Đức Lợi nghe hứa với một số tiền lớn như vậy nên tính kiếm thằng Nhã đặng lãnh thưởng. Trời Phật không giúp kẻ gian. Năm ấy ăn Tết vừa rồi,
bà hội đồng đi kinh Sà No coi sóc việc góp lúa. Bà thấy có một người tá điền tên Hữu, làm ăn nhanh lẹ, giỏi chắn mà nói chuyện bạc thiệp. Bà mới mướn tên Hữu làm công cho bà. Một bữa nọ, tên Hữu chèo ghe cho bà đi góp lúa. Bà ngồi buồn tâm sự thì mới biết vợ của tên Hữu năm xưa có xí được một đứa con nuôi có trình giấy với ông cọ. Tên Hữu cũng tâm sự vì đi xa trở về thấy vợ có một đứa con nên nó bực tức vô cùng, đành kiếm cách bán thằng con cho một ông thầy tên Trần Cao Đàn. Bà hội đồng ngồi lặng thinh một hồi sau, bà hỏi: "Bây giờ em biết nó ở đâu hay không?" "Ôi, 4 năm nay lo làm ăn là đâu có về, mà tôi về đó tôi cũng đâu bao giờ hỏi coi nó có trở về nhà hay không." Có một hôm, Phan Tức Lợi thấy bà đang ngồi ăn trầu, nó mới cà rà lại xin bà. Hai người đang nói chuyện với nhau, thình lình con Liên ở ngoài sân chạy vô nói nhỏ với bà: "Dạ thưa cô, anh Được, anh nuôi của con, anh trở về rồi, đang đứng ngoài cửa ngõ đợi." Bà hội đồng chẳng xiết nổi mừng vui, nhưng Phan Tức Lợi đang ngồi đó. Bà bước trái vô buồn biểu nhỏ với con Liên: "Con kêu thằng Được ra ngoài đầu cầu Đúc ngồi, chút nữa sẽ có người đưa nó đến nhà hàng ở Cần Thơ, rồi cô sẽ liệu tính cho nó." Thằng Được tuy không rõ bà hội đồng muốn gì, song nó thấy nó được sung sướng, được lo lắng từ tấm cơm, manh áo thì nó lấy làm vui và hạnh phúc lắm. "Bỉ, mày coi, bây giờ tụi mình sung sướng không? Tao nói với mày, thế nào tao cũng được sung sướng mà. Có lẽ ngày đó tới rồi mày ha. Nghe nè, tao với mày kết làm anh em với nhau, thế tao vui á, thì mày phải vui với tao. Mày làm gì mặt mày như là quý thần vậy? Mày vui á, thì tao cũng mừng cho mày. Nếu mà mày già rồi á, thì tao đâu có làm anh em với mày được nữa đâu." "Nữa? Nó bậy nữa rồi. Tao giàu thì cũng như mày giàu, chứ mày nghĩ sao? Tại sao mày nói mày không làm anh em với tao?" "Nếu mà mày giàu rồi á, thì mày chơi với con nhà giàu. Tao nè, tao nói thiệt với mày nha, mày cũng biết rồi, tao là trôi sông lạc chợ, không có cha, không có mẹ. Tao nói thiệt nha, mấy bữa nay tao mừng cho mày lắm á. Mà tao thấy mày tao cũng hèm dễ sợ, mà tao không biết cuộc đời của tao sau này nó như thế nào." "Bỉ, mày cứ nói vậy hoài. Tao mà có giàu sang cách mấy đây nữa, cũng không có bao giờ quên lời của thầy tao dạy, không bao giờ quên được sự cực khổ của tao 10 mấy năm nay. Trong lòng tao á, bạn bè, tao thương có một mình mày mà thôi. Tao kể cho mày nghe nè, má nuôi tao, thầy tao, con Liên, rồi mày nữa. Bỉ à, mày đừng làm tao buồn nha. Trong ý mày á, hết tao giàu, rồi tao quên bạn nghèo làm sao?" Thằng Được nói tới đó rồi chê qua ôm thằng Bỉ rồi nằm ngủ. Về nhà, bà hội đồng cho mời tên Hữu và Ba Thời xuống nhà. Bà biểu Ba Thời ngồi thuật hết đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe, làm thế nào bà xí được thằng Được. Nghe tới đâu thì nước mắt bà chảy tới đó. Khuya bữa đó, bà hội đồng cho làm một con heo. Tảng sáng, bà sai đi mời tổng làng thân tộc. Bà hội đồng cũng cho người đi rước thằng Được và thằng Bỉ. Đến lối 9 giờ, thằng Được mặc quần áo mới, xuống xe đi vô nhà, còn thằng Bỉ thì lủi hủi xách đồ đi sau. Vừa bước vô nhà, thì bà hội đồng ôm thằng Được hung trơ hung trách, vừa khóc vừa nói: "Mẹ đây con, tội nghiệp con thật quá. Mới sanh chưa được có 5 tháng rưỡi tuổi rồi lìa cha lìa mẹ cho tới bây giờ. Thằng cực khổ không biết là bao nhiêu hả con?" Thằng Được chưng hửng mà lại mừng quýnh lên, ôm bà hội đồng. Nó chỉ biết khóc chứ không nói được tiếng nào. Thì Sảnh và Đức Lợi ngó nhau, mặt mày biến sắc. Bà hội đồng ôm con ngồi trên ghế, biểu con Liên: "Liên à, con vô buồn á. Biểu cô Ba Gò Công ôm cái đồ ra đây, hả?" Ba Thời trong buồng bước ra, thấy thằng Được thì bừng trở hết sức, nên lật đật chạy riết tới, mẹ con nắm tay nhau. Tên Hữu cũng lại đứng gần đó. Thằng Được ngó thấy thì liền hỏi: "Ủa, tía cũng lên đây hả? Còn má, má lên đây hồi nào?" Nó quay sang bên kia, lại thấy Phan Đức Lợi thì chưng hửng: "Ủa, có thầy ở đây nữa sao?
Bà hội đồng đứng dậy nói lớn với tổng làng. Dạ thưa tổng làng, kính thưa bà con trong tộc, thằng con đầu lòng của tôi á là thằng Nhã, nó bị người ta đem giấu mất 15 năm nay rồi. Bây giờ tôi mới tìm được nó, rước nó về đây. Xưa nay tôi vẫn biết con của tôi mất không phải là bị ăn trộm. Có một vài người muốn đoạt gia tài sự sản của gia đình tôi, nên mới lập mưu mà hại tôi như vậy. Mai nhờ trời nhỏ phước cho tôi, để tôi sanh được thêm thằng Phong, tôi cũng đỡ buồn. Mà nay tôi tìm được thằng Nhã rồi á, thì tôi cũng hết giận đồ gian quân đó nữa. Ở đời tôi cứ giữ lòng lành, ai có quấy thì để trời định xử. Nói tới đó, bà hội đồng quay qua ôm thằng con vừa hôn vừa khóc. Nè, bà con coi thử gương mặt này có phải là gương mặt của chồng tôi hay không. Cũng may mắn á, là con ba nó xí được nó nuôi, nó dỗ dành, đến ngày nay tôi mới nhìn được. Bà con trong làng tổng ai thấy việc như vậy cũng đều áp lại, kẻ thì mừng cho bà hội đồng có phước lớn, người thì hỏi thăm thằng Nhã. Duy có thị sảnh và Đức Lợi ngồi buồn so, coi bộ thẹn thùng lắm. Bà hội đồng nắm tay con chắc lại đứng ngay trước mặt thị sảnh và nói, người này là má ghẻ của con đó. Thằng Nhã cúi đầu chào. Con đến chỗ Phan Đức Lợi rồi nói, con người này là chú ruột của con. Chú ruột của con đây sao? Chú biết con, mà tại sao hồi tháng giêng chỉ giùm cha mẹ của con, rồi chú dắt con giao cho quân ăn trộm vậy? Phan Đức Lợi cúi đầu. Bà hội đồng nói tiếp, hồi con mới 5 tháng rưỡi, má với tía của con lên chơi ở nhà nó, rồi bị tụi nó giấu con đi cho tới giờ này đó. Phan Đức Lợi hổ thẹn quá, mời cất tiếng. Tại chị nhỏ chỉ bài mưu xúi tôi nên tôi mới làm như vậy chứ. Thì sảnh ngồi bên bộ ván cất tiếng cãi ống ả. Bà hội đồng thấy vậy tức cười. Thôi, hai đàn đừng có đổ tội cho nhau làm gì. Bây giờ bà con làng tộc biết hết rồi. Vợ chồng tôi biết đã lâu rồi, nhưng không có chứng cớ. Tôi không muốn làm hại ai hết á. Tôi khuyên chú nó với dì của nó đừng có cãi lẫy với nhau nữa. Miễn là từ rày về sau đừng có ở quấy như vậy nữa thì thôi. Còn vợ chồng cô ba thời có công nuôi dưỡng dục con tôi, giữa mặt tổng làng tôi xin tỏ lòng biết ơn, và để tôi sẽ giúp cho ông bà làm ăn. Coi như công ơn của anh chị, tôi đền ơn dưỡng dục cho con tôi hồi nhỏ. Còn con Liên với thằng Bỉ, bạn thân thiết của thằng con tôi, từ rày con của tôi mà được sung sướng bao nhiêu thì hai đứa nó cũng sung sướng như vậy. Cả nhà ai cũng thấy bà hội đồng có lòng quảng đại mà lại biết thương người có công, ai cũng kính phục bà. Bà cho dọn cổ đại tổng làng, thân tộc, tất cả ăn uống vui chơi. Mấy năm trước trong nhà quạnh quẻ bao nhiêu thì ngày hôm nay lạc hỷ bấy nhiêu. Bà hội đồng ngồi ngó mấy đứa con đàn ca sướng hát trước mặt của tổng làng thì cười hoài, mà giọt lụy cứ tuôn rơi không dứt. Đến xế chiều, làng tổng mới rủ nhau mà về. Phan Đức Lợi cũng xách vali trở về Sài Gòn, còn thị sảnh đã lén về hồi nào không ai hay biết. Bà hội đồng nhàn mất con đã gần 15 năm, tưởng rằng cái biển vàng chìm không trông vớt được, nào dè lòng lành trời chẳng phụ nên mẫu tử được đoàn viên. Thằng Nhã ngày nay ăn mặc sung sướng, lên xe xuống ngựa, chứ không phải là thằng được xách đàn đi ca mà kiếm ăn như ngày trước nữa. Song nó không đổi tánh, chẳng hề quên những người yêu thương nó trong lúc bần hàn. Bởi vậy vợ chồng ba thời cất nhà đẹp ở trong kinh Xà No, trông coi ruộng lúa cho bà hội đồng. Con Liên thì áo lụa quần hàm, chân dài chân dép, cũng như con ruột trong nhà. Duy chỉ có một mình thằng Bỉ không ở yên nơi, cứ ôm đàn vào ra khắp tỉnh thành. Thằng Nhã năng nỉ hết sức nó cũng không chịu. Chẳng những thằng Nhã hậu đại những người yêu nó trong lúc nó bần hèn mà thôi, mà hễ nó thấy con nhà nghèo thì động lòng thương yêu, nên hay xin bạc tiền của má nó cho quần cho áo cho người ta. Người ở trong xóm ai thấy tánh tình nó cũng đều khen ngợi. Duy chỉ có người viết truyện này đã không khen mà lại buồn, là vì thầm nghĩ rằng thằng Nhã này nhờ có làm thằng được trót 15 năm trời nên ngày nay mới biết thương con nhà nghèo như vậy. Còn biết bao nhiêu thằng Nhã khác không làm được thằng được, chưa nếm đủ cay đắng mùi đời
thì ai nghèo mặc ai, mình giàu thì mình hưởng. Nếu thằng Nhã là con của bà hội đồng nhà mà không có làm thằng được, thì ngày nay nó có biết thương con nhà nghèo hay không? Có ai dám chắc? Quý thính giả vừa thưởng thức câu chuyện miền Nam cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh do Bảo Tuyết diễn đọc. Bảo Tuyết xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ đồng nhiệt của quý vị. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả khắp nơi với những tương tác Hồ Biểu Chánh lần tới.